Alo, Đây. thì bây giờ là tao tao chưa đăng cái gì, tao chưa nói gì cả, thì ông Hà ông mới đăng thôi, Thì tại vì hôm hiểu không? qua Nhưng tôi mà có chị để ý đã đâu, tôi nhiều việc, tôi mấy ngày tôi đi đám cưới đêm qua 3 giờ mới về, thấy ông Hà đang giật cơ mình. ông Hà ông đăng tôi thì bắt đầu chị ông chị chia sẻ bài ông Hà thôi, chị chưa có nói gì cả, chị chưa livestream, chị chưa nói đăng gì cả, thì chị chia sẻ bài ông Hà thôi. Thì mẹ thằng Tuấn Anh ấy có gọi cho chị, nhắn tin cho chị là chị ơi ơi sao lại chị như vậy như vậy, thì chị mới nói với mẹ nó là bây giờ tốt nhất đấy là chị bảo thằng Tuấn Anh gặp em và thằng Giang gặp em, đừng có trốn nữa, tại vì em có đầy đủ bằng chứng cơ mà, bây giờ chị còn có cả bằng chứng chi video tin tức của chị mày xem, nó lấy tiền trong két nút vào túi mà, nó lấy tiền trong két, nó có nghĩa là bây giờ như này này. Thì vấn đề là vừa rồi thời gian vừa rồi đó chị rất là bận, chị đang làm việc nghĩ rất là bận, mà nó liên quan đến kho TikTok, có nghĩa là từ ngày bắt đầu nó ăn gian của chị đã bắt đầu từ khi làm TikTok, em hiểu không? Thì ví dụ như là em nghĩ đi, bây giờ khi mà kiếm tiền trong két vẫn đủ, trong hàng vẫn đủ, nhưng mà nó lại xuất khống xuất mẹ sang kho TikTok, thì khi TikTok thì bắt đầu khi phải mở cái TikTok ra, em hiểu không? Có nghĩa là phải mở tất cả các kho banh ra thì nó mới phát hiện ra được, có nghĩa là nó rất là tinh vi, em hiểu không? Nó biết được cái nó cái hở của mình, thì bắt đầu khi bắt đầu thằng này ấy thì tự dưng như thế nó biến mất. À, thì chị cứ nghĩ một điều rằng tại vì nó mới, nó thằng ấy chuyên dẫn cái bọn khách đi đi cái nhà mà con bé chết đấy để ăn 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 phần trăm, thế thì bắt đầu là tự dưng con bé kia nó bị truy tã truy lã, thì bắt đầu chị nghĩ rằng tận bọn nó kể cho chị nghe rằng là nó đi làm ở đấy thì nó dẫn khách đến đấy đã ăn phần trăm, thì chị nghĩ điều mà đơn giản là mẹ chắc cái bọn này nó cũng dính líu gì đấy nên là bọn công an nó mới tìm, nên là bọn này mới trốn, thì chị cứ ung dung chị nghĩ là chắc bọn mẹ trốn mẹ rồi, chắc là do cái vụ đấy thôi, chứ chị không bao giờ chị nghĩ rằng thực sự Trang à, con người chị thực sự em Không, tại em vì em con bị sốc, tại vì em giới thiệu Tuấn Anh có làm chị cho quá chị. sốc, chị tự dối thử vào đó thật thề mà chị em đúng Thật quan sự đúng là thật em thấy rằng là thằng Giang của Tuấn Anh làm, nói chung là nhân viên nhà chị làm sướng hơn như ở với em. trời ơi, mà chị Tại đối vì xử nó còn hơn hơn còn hơn em ruột chị luôn đấy, chị chị mới em mua là được chị Tuấn Anh rất em bán là được thương mấy tụi triệu. nó. Em với chị rất thương tụi nó, Thế là em thấy thương chúng lắm nhá, nó. chị coi mà Em cái thấy chúng gì nó đi ăn đi uống với chị cũng chụp hình up ít, em cũng thấy, nhưng mà em bị sốc rồi, em mới không hiểu tại sao. Ví dụ như đứa khác nha, thì em còn có thì thể đúng rồi, chị nghĩ có cái đối khác, em đưa khách đứa thì có khác vẻ có thể mẹ lấy, thì em nghĩ đúng nha, nhưng hai thằng đó là em hơi bị sốc thật thì sự, rất em bị là sốc, sốc thật có nghĩa là sự. chị chỉ Đây cảm bản thấy thân là chị đấy, nhân viên nhà chị, em cũng chỉ chơi với hai cái thằng đó, bây giờ đó, cũng chơi mà thôi. em thấy không, nó rất là tồi, nó có nghĩa là mình cảm giác nhá, mà em tưởng nó vẫn nhắn chị, nó vẫn động viên, rồi nó còn nói cho em với chị em á, chị là người mẹ của em thực sự, cho em cho nó nhắn tin, vẫn còn tin nhắn đấy, mà nó thảo mãn đến mức độ mà mình không nghi ngờ, mà mình nghĩ rằng với cái sự mình đối xử với nó nhé, chị đang tính là Tết này thôi mà kệ mình làm ăn khó khăn, đâu nó khó khăn mà lúc nào cũng khó khăn, thì cho là mẹ một thằng một vài chục triệu, kệ mẹ, bà thân bản thân rất tốt, chị sống mà móc ra móc ruột của chị sống với nó mà đó, và bản thân thằng Tuấn Anh, thằng 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 Giang chị cho tiền mua điện thoại đi đồ rồi, đi đâu chị cũng đi mua pháp, và chị mua quà mua bánh rồi, chị nói chung là trong tất cả nhân viên chị là chị cưng hai thằng đấy, và chị đối xử với nó rất tốt, Thì và em mới chị nói ngờ Hương đấy ấy, là cái điều với chị. em hiểu cảm giác của Hương, tại vì em có thằng nhân viên thằng 7, chị nhớ ngày xưa em có thằng 7 không? Đấy, em cũng hiểu cảm giác của Hương, là y chăng Đó cảm giác mà của em. mình sốc mà đến đâu chị không, Có nghĩa chị ngày ngồi chị đó, cơ thật. chính sau vụ thằng 7, chính sau vụ thằng 7 là em quyết định tất cả mọi chuyện về xử lý nhân viên qua con Nhung hết. Em hiểu cảm giác của Hương lúc này lắm, bởi vì là mình thương quá, mình đối xử tốt quá. Thế mà tốt mà Mà thương đến thực khi sự là mà có phải Hương giống em chửi 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 đâu, Hương có chửi chúng nó đâu. Ví dụ em hay chửi tao chỉ không bao giờ chửi, thì mà bảo em là ví tao dụ như tao em không hay chửi chửi đâu, ấy, thì tại bảo vì chúng chị nó mới ghét nhắn mình tin ở cái đành. này, cái chuyện mà nó nhắn tin đấy, chị cũng nói chị chửi xong rồi đấy, có như như người ta thực sự bao bọc chúng nó lắm luôn đấy, mà thực sự chị không ngờ chúng lại làm như vậy với chị không ngờ cái chuyện mà lấy mà thằng đấy nó là cái thằng nông dân nhà quê đấy, em hiểu không, là cái thằng mẹ bị bơ đưa cho báo thì mình không đau, mà cái thằng nó cũng hiểu biết, mà dạo này em thấy nó đi làm răng này, đi làm mặt này, thằng Tuấn Anh này đi cắt mặt lên, thằng Tuấn Anh đang nghiện thẩm mỹ mà hút nó bụng này, lưng mặt cắt hết cái da mặt lưng lên này, mà chị bảo sao em lại phải làm như vậy, Tuấn Anh em còn trẻ vậy sao, thì nó bảo em thích như vậy, có nghĩa mình em nghĩ là ăn trộm tiền của mình để chị đi làm đẹp vậy đó, thế em nghĩ nó có đẹp thực sự không, ôi trời Em trời nói chị ơi nó nghe, khổ. em bị sốc bởi vì là em không nghĩ là hai đứa chúng nó, ví dụ như nó vào rơi vào con Lân hay vào những đứa khác nha, là em đã từng cảnh báo với chị thì nó khác nha, nhưng nó lại không rơi vào con Lân, lại rơi vào hai đứa đấy. Em bị sốc mẹ luôn, mà thôi chết rồi. Thằng Tuấn Anh em, tại vì em biết thằng Tuấn Anh mười mấy năm, chị hiểu không? Em cũng thấy Mà cái giờ tính cái nó ơi. gửi cho mày cái video nó lấy tiền đút vào túi, có nghĩa như này này, mẹ Trang hiểu là tinh vi như này này, có nghĩa là hàng ngày ấy nó sẽ xuất khống ra một cái hóa đơn, ví dụ nó xuất khống như là em nghĩ là một ngày mình bán mấy chục người, mấy trăm người khách hàng, làm sao mà mình kiểm một hóa đơn mỗi ngày được,
và con nâng được rồi nó lại rơi đúng cái thời này, là con nâng nó bay ra bay vào ngoài Ấn Độ, tại vì chị đang làm cái sự ngoài này, nên là bây giờ nó phải là chị đang Vinh Y thì chị không, mỗi tháng không vấn đề gì, bắt đầu từ cái TikTok thì em xuất qua kho TikTok, em hiểu không? Và TikTok của chị mới bán, chị cũng chưa hiểu đéo gì cái đấy nhiều, thì mẹ mày nó cứ lằng nhằng chị cũng chưa hiểu gì cả, thì bắt đầu nó cứ như vậy thì nó có nghĩa làm cho mình, có nghĩa là mình không nhìn thấy, em hiểu không? Thì khi bắt đầu tự nhận em, ví dụ như này em nghĩ nha, một ngày vừa nó bán đi, cứ ca chúng nó ca buổi chiều, ban ngày là nó sẽ làm dụ cập tên các thứ, trả lời các thứ, thì nó đăng hình đăng ảnh lên, 5 giờ chiều đến ca chúng nó ra hai thằng đó, thì vụ nó xuất ra là ví dụ như là 10 con gà nó không ăn một lúc, lúc thì mình phát hiện nó lên, nhưng mà tỉa tỉa ra, em hiểu không? Mỗi ngày nó tỉa tỉa vài con, nó có tỉa như vậy thì bắt đầu nó xuất khống ra, ví dụ bằng ví dụ như xuất 8 con đi, đấy xuất 8 con gà bằng không, nó chuyển cái nội dung là xuất kho TikTok nha, yeah. Thì bắt đầu là cứ như vậy, thì bắt đầu ví dụ khi bắt đầu bán hàng cho khách ấy thì nó không đưa bill, em hiểu không? Nó không đưa bill, con nó không đưa bill cho khách, có nghĩa là thay vì tách đưa tiền đấy thì nó đưa, nó lấy tiền luôn, nó đưa khách hàng cho khách, nó không lấy bill. Thì bắt đầu cuối ngày ấy thì bắt đầu nó mới xem ở trong máy là ví dụ buổi ca này là bán ví dụ được 5 triệu đi, đấy nó đếm tiền với nhau, thì bây giờ nó nó rơi ra là 7 triệu đi, thì 5 triệu đó là trong máy và trong tiền mặt nha, và tiền trong két bằng nhau nha, đúng không? Đúng rồi. Và gà cái bao kiểm gà đấy, thì gà trong gà ở cửa hàng với lại gà với tiền gà trong máy bằng nhau, không có bị lệch cái gì cả, thì mới không phát hiện ra được, hiểu không? Thì bắt đầu nó mỗi ngày thì bắt đầu cuối ngày bắt đầu một thằng đếm tiền, một thằng xem trong máy lệch bao nhiêu, chia nhau tại bàn luôn, chia mà chỗ nó ngu mới được chia tại bàn luôn, đút vào túi ra đút vào túi nữa đấy mà chia thế tại thì bàn. Em mới nói với Hương, em nói Hương từ xưa giờ trời ơi chuyện... là trời thế Hương đừng bao giờ tin nhân viên, Hương phải nghe xong mà nó lọc ra thì bắt đầu là bây giờ soát lại toàn bộ, hiểu không? Toàn bộ cái hóa đơn đấy, toàn bộ mẹ hết một tháng này, em hiểu không? Toàn bộ thì bắt đầu khi bắt đầu nó phát hiện ra này thì nó bắt đầu khi nó đánh bị đánh động mà là bắt đầu con lớn nó hỏi nó tại sao mà lại xuất khống như vậy, giải trình thì thằng Doan nó xuất nhập đến là thì bắt đầu nó nghe ngóng được rằng à mình phát hiện ra rồi, em hiểu không? Thì bắt đầu trong đêm là ngày 16, ngày 15 là bên chị ứng lương mà, xong ngày 16 một phát ứng lương, xong mà sắp ngày 16 phát, đêm 15 một phát là quấn gói luôn, lên đường luôn, làm vali các thứ là trong camera trong đêm, làm em đi luôn trong đêm, và còn cầm thêm hai cái điện thoại của tao nữa, điện thoại phải đưa cho nó để like TikTok á, cầm theo đi. Tao bảo rồi, thằng công an khu vực nó bảo chị ơi bây giờ chị cho nó một cơ hội, chị liên lệ với nó, còn nếu chị gửi đơn đấy nha là không có quyền mãi lại. Mà cái bọn này đúng ấy, rồi chị có nhớ cái thằng vụ thằng bán cá ngoài Quảng Bình không? À, chị đang nhân từ với chúng nó là nếu như nha chị đã đâm đơn kiện giống như em á, lúc em đâm đơn kiện thằng cá Quảng Bình trước lúc đó là em đã cho nó cơ hội để trả lại em cá, em gọi nhắn nó để cho nó cơ hội trả lại em cá và nó không chịu, và nó thách em rằng là thách em tìm được nó. Em cũng rất vất vả nha, chị là còn kho nhỉ, chị còn em vất vả là nhờ công an giao thông từ Khánh Hòa đi vào đến Quảng Bình, trích xuất camera từng đoạn đường đi để lập vi bằng, chị rất vất vả, em tốn không biết bao nhiêu công sức tiền bạc thời gian của em, tiền túi của em để em tìm được chính xác là cái xe đấy lăn bánh khỏi kho bên chị Hằng, đi qua cung đường nào đậu tại đâu Quảng Bình, xong vòng từ Quảng Bình đậu ngược lại đâu ở kho Thủ Đức Sài Gòn là chị biết. Nhưng mà khi mà ra tòa tuyên án thằng đấy 7 năm, bố nó với anh chị nó là gục cái đấy luôn, vào xin em gọi cho thầy với gọi cho anh Hưng gọi chị Hằng thì bảo là thôi tha cho nó, nhưng tòa không chấp nhận tha như chị nhà, bởi vì khi mình đâm đơn rồi, mình đâm đơn rồi là nó thành án, người ta đã mở phiên tòa là chị không xin được. Bọn em thấy như vậy, hiện tượng ăn cắp ăn trộm đúng như vậy, đó là thực tế thôi, nó rõ ràng ràng ra rồi, thì chắc chắn là chúng nó không thoát được đâu. Và cái khung hình phạt từ 300 triệu trở lên nha, là em nói chị nghe là 75 thì đạt khung giống khung ăn cá đây, khung giống ăn trộm cá đây, chị không thấy à? Thì chị mới nói với bố với mẹ của thằng Tuấn Anh ấy là quay đầu thì còn là bờ, còn nếu không quay đầu thì nói chung là mình làm thì thằng kia bị truy nã mới bắt được mà chị. Thằng kia cũng đi trốn mà chị. Cái thằng ăn cắp cá ấy, chị hiểu không? Đấy. Nó là một thằng dân ngu cu đen. Không ai biết nó, Facebook của thằng ấy tên là thằng Facebook của tên là Vô Lặng. Nick Facebook Vô Lặng không có bạn. Mà công an đã tìm ra chị không? Bắt liền nó đi tù. Nó đi tù xong mấy phải đến 7 8 tháng sau em mới ra tòa mà chị. Đâu có xin được. Lúc ấy là xin đến khung kịch khung cuối cùng thấp nhất nhẹ nhất cho nó là 2 năm mấy. Là nhưng mà đến khi mà mình xin ra tòa là không xin đâu. Vấn đề là đấy, bằng chứng rõ ràng như vậy mà thằng công an phục sáng nó đến làm việc với chị, nó bảo bây giờ chị cứ bình tĩnh đi, cho nó vào một tuần
nha, và liên hệ với gia đình nhà nó. Chị có tất cả nhà nó, tất cả địa chỉ cái thứ, mẹ nó chị biết mẹ nó rồi, nên là bây giờ chị cho nó một tuần đi, và trong một tuần đấy chị đông đăng tất cả các trang mạng của chị, Facebook của chị nha, tất cả hành động của nó như vậy mà nó không có nghĩa là nhận thức được, nó vẫn muốn trốn, thì lúc đấy là chị đâm đơn của em ra, và tại vì chị đã lưu hết video rồi, thì lúc đấy nó không có cả bản thân chị cũng không lấy lại được đâu. Chị không có quyền rút lại hồ sơ đâu nha, chị nói rõ như vậy, chứ không phải là bây giờ chị thích trong ngày mai nó bảo đúng rồi, chị bảo thì bây giờ chị rút lại. Công an ta không rảnh, người ta chờ đơn mấy bà các anh em chửi nhau xong à, mấy bà rút đơn, người ta ăn ở không, người ta đi làm việc rồi vui nha các bà. Thì đấy nó nói với chị sáng, nó mới nói chị xong vậy đấy. Thế chị bảo được rồi, để chị sẽ đăng một hai cái video lên bằng chứng rõ ràng luôn. Cái tiền của tao đút vào túi luôn. Để tao che mặt lại, hiểu không? Tao che mặt lại và tao sẽ cảnh báo đây nha. Nên là chúng mày á, tốt nhất là chúng mày gặp tao đi nha, để chúng mày nói chuyện với tao, chúng mày giải trình. Được chưa? Đấy, và tao thấy rằng chúng mày còn những cái còn con người đấy, còn bản chất còn một phần con người, thì tao sẽ tha chúng mày đấy, để chúng mày hoàn lương. Còn mẹ mà chúng mày mà cứ cố tình ấy, tại vì chị rất là đau răng, hiểu không? Có những câu nói của công nhân nói với mình, thà như đi mẹ mình rất nức nở thì mình đéo làm gì quan tâm, hiểu không? Thì giống như cái chuyện chị và em nó cũng nhắn, nó bảo là nó cũng giải thích, em bảo là không, bọn em như thế là không được, bọn em không có lòng. Bọn em không có lòng, Hương không có lỗi trong vụ này, tất cả là do bọn em hết. Đây không phải một lần mà là hai ba lần rồi. Em ơi, trời ơi, em bây giờ chị ngồi chị nghĩ dùng mình luôn đấy. Trời ơi, chị là mẹ của em, chị đã chưa bao giờ em làm gì ở đâu như chị. Chị này kia khóc lóc, trời ơi. Xong rồi trong mặt thằng Tuấn Anh cái điện thoại cùi ra mua cho điện thoại. Ta cũng đính trong lòng, tôi quyết tất năm nay thôi, kệ mẹ thằng nó đi xe cùi. Thôi mua cho nó cái điện xe mười mấy 20 triệu, đéo bao nhiêu tiền. Mình nghĩ thôi kệ, nhưng mình cũng chẳng có bạn bè gì cả, mà chúng nó cũng phải nhiệt tình. Mà nó phéo lắm em ơi, trời ơi thằng Giang. Trời ơi chị ruột, chị này chị tỏ má tổ sư chúng nó đấy. Em thấy con người được cuộc đời ha. Sợ thật đấy, má, tao thật sợ luôn đấy. Em chó nghĩ là không nghĩ cái chuyện mà thật sự chị không bao giờ chị nghĩ trong lòng em chị, mà chị nghĩ là tao có nói ông Hà, cháu làm sao ăn trộm được của em? Em nghĩ thì mà lòng dạ nó ăn trộm của em. Mày còn cãi ông Hà như vậy. Mày em y rằng ngày hôm qua nói ông Hà vào đấy, mày thấy tao nói mày đúng chưa? Cháu mình chị rất chị thờ thẫn này, từ ngày hôm qua chị thờ thẫn luôn đấy. Đây mới là chị Hương ơi này, chán, em ấy, thì em biết là chị cái lòng chị chị không nỡ. Nhưng mẹ, mà mẹ, mình kêu nó về bắt buộc nó phải về, còn không là chị phải dứt mạnh tay. Bởi vì cái này đấy, nó là một cái bài học về tình cảm. Một tuần tăng lên video lên một tuần. Có nghĩa là nói chung đấy, mặt vấn đề nếu như vậy nó trang như này. Nếu như ví dụ như nó bột phát lên, nó lấy một phát đi luôn. Hiểu không? Thì đó nó có thể là do là cái hành động của nó, phải do có thể bố mẹ. Thứ nhất nha, là hai đứa này nó không lô đề cờ bạc nha. Đấy đúng rồi. Khẳng định là hai đứa này không cờ bạc bóng bánh. Không bóng bánh cờ bạc. Nhưng để xảy ra chuyện này, nó diễn ra cả hơn một tháng nay, có nghĩa là nó đã có chuỗi rồi. Có nghĩa là một phát đi luôn thì có thể là ok, thì là mình nghĩ thôi kệ mẹ đi, thật sự có thể do là nó có thể có cái việc gì đấy, em hiểu không? Nó không muốn như vậy, nhưng vì trong hoàn cảnh như vậy hoặc là người ta giết nợ nó để nó phải làm như vậy với mình, giữ trong một cái tích tắc ở đấy. Em hiểu, nó suy nghĩ đúng không? Nó suy em nghĩ là Hương ấy, để xảy ra chuyện này á, để xảy ra chuyện này đầu tiên là Hương phải kiểm điểm mình về chuyện chưa kiểm soát chặt chẽ về kho bãi nha. Cái này thì mình phải học và mình tìm người chị như em á. Mà em thuê một kiểm toán, cứ kiểm toán chéo, không nói năng nhiều. Nhung nhà em đã rất giỏi rồi nha. Nhung nhà em rất giỏi thì chị biết rồi. Nhung nhà em như thịt ruột của em rồi nha. Nhung nhà em là quản lý tổng toàn bộ. Nhưng cái người kiểm soát ngược lại con Nhung là một kiểm toán. Em nói thẳng với Nhung mà, em nói thẳng với Nhung là cái này mày phải rất thông cảm. Thứ nhất, mày không chồng. Thứ hai, mày chưa con. Thứ ba, mày chỉ có chó. Thứ tư là tao sẽ đi định cư, nên tao không biết lúc nào là lúc mày sẽ bị sao nhãng, nên tao chấp nhận thương đau tiền một tháng chi cho kiểm toán. Kiểm toán chéo lại, nói thẳng luôn cho đỡ mất lòng, chị hiểu không? Tại vì chị em trong nhà nhiều khi nó lại tủi thân, hay là bảo là mày đéo tin tao. Không phải em nói luôn, thông cảm với chị. Chị làm thế này là để giữ tất cả mọi thứ cho gia đình tao, nên là em đã thuê kiểm toán từ ngày xưa rồi chị Hương. Cái việc mà chị để chúng nó tìm ra được lỗ hổng để mất và thất thoát thế này, đầu tiên là lỗi của chị nha. Chị phải kiểm điểm là lỗi của chị. Chị tin người
và chị thương người thì đó chị là chuyện đâu có đến nỗi chị, rất là em hiểu ông, tại con người chị em biết cái mỏng mình ý em thôi, kể cho Hương nghe mười mấy năm trước em nói Hương mười mấy năm trước em mở bún đậu với Hương, em mở bún đậu mười mấy năm trước đó, cái vụ này là em đã trải qua với Hương rồi. Mười mấy năm trước em có một thằng nhân viên tên là thằng An, thằng em kết nghĩa giống như thằng Đạt với em bây giờ ấy, em với thằng Cam thằng Đạt thân như đấy á. Em thấy nó không công việc, em cũng đưa nó về bún đậu cho nó 10% cổ đông, chỉ với điều kiện là ngồi thu tiền cho em. Vậy mà nó ăn cắp tiền nhá, nó ăn cắp tiền quán bún đậu lên đến gần 800 triệu. Ừ. Chị hiểu chưa? Trời ơi. Chị có biết là em sốc từ cú sốc này đến cú sốc khác. Bố mẹ nó, mẹ nó từ Quảng Ninh phải vào trả nợ cho em. Mẹ nó phải ngồi quỳ em, quỳ xin em ở chỗ cái quán cà phê ngay đầu Nguyễn Trãi ấy. Em thấy mẹ nó đau lòng vô cùng. Mẹ nó là một bác sĩ rất tội nghiệp luôn. Mà cũng chỉ vì nó ăn chơi thôi. Nó cũng muốn đi ba sàn bắp, xong rồi cũng do mình là mình ngu, mình không kiểm soát được tiền hàng ngày và mình tin nó quá, rồi để nó mất đi số tiền đó. Không, em mất đi thằng An đó là mất đi một cái sự gọi là sự chống trải của em. Chứ biểu nó ở cạnh em suốt bao nhiêu năm trời, nó thương em cỡ nào, nó thương em là chắc chắn có. Nhưng chỉ vì khi mà mình giao cho nó một cái trọng trách là cầm tiền, và cái tiền nó quá dễ để nó lấy, nên nó mới đi ăn chơi là lỗi do mình. Bản thân mình phải kiểm điểm là em mình nó nông nổi đó là do mình. Em mất số tiền đó. Nói chung là đôi khi ấy, chị mới nói luôn là đôi khi ấy, cái quản lý rất là quan trọng. Đôi khi người ta đối với mình, người ta không phải là người ăn cắp. Nhưng mà chính vì ra trong quá trình mình quản lý. Do, đây này mới nói lương này này, cái chuyện này lẩy sinh ra cái lòng tham. Có nghĩa là tại sao ví dụ như tại sao mà nhà em bảo là nhiều lần. Tại sao mà ví dụ như chị thấy nhà em không? Phòng ngủ. Phòng ngủ nhà em ý, chị thấy không? Lúc nào em cũng khóa cửa. Mặc dù giúp việc nhà em không ăn trộm nhá. Nhưng em luôn luôn là như vậy. Tại vì em không muốn, tại vì sau cái chuyện đấy là em đã kinh nghiệm rằng là nếu như mình để hớ anh sơ sẩy mất là do chính mình đưa con dao cho người ta đâm mình. Chị hiểu không? Chính chị là người phải nhận ra sau câu chuyện này. Chị phải lập tức nhìn nhận lại cái vấn đề kiểm kê kho bãi của chị. Con sau này nó lớn chị nhiều việc lắm. Còn cả nhà hàng, cả khách sạn chị không có thời gian đâu. Chị cần tìm ngay một người kiểm toán chéo chị. Nó chỉ cần biết nhập con số thôi. Nó không phải cần làm việc đến cơ quan công ty nhà chị làm gì đâu. Nó làm đúng việc kiểm toán chéo không mất bao giờ được. Không làm cái đó nhà chị hàng bao nhiêu mà hàng. Mà hàng nhà chị lại bán đồ ăn. Nó bán liên tục mỗi ngày. Chị không làm điều đó là chết. Sau vụ thằng An đấy nhá, là đắng đi 7-8 năm trời. Em dính vào vụ là vụ thằng Bảy. Thằng Bảy thì không ăn cắp tiền của em. Chị hiểu không? Thằng Bảy không ăn trộm của em. Nhưng thằng Bảy nó lại buông là mình sống với nó hết lòng, lúc nào cũng chăm chút cho nó, nào làm mũi, nào làm da, làm thế này kia, nào bơm mỡ mặt này kia, đầy đủ. Vậy mà cái ngày lễ Tết quán mình đã bảo là em đừng nghỉ ngày này, vì ngày này Noel quán rất đông, sinh nhật nó sắp đến này. Sinh nhật nó trước Noel 3 ngày, là 19 hay 20. Em kêu nó là em đừng về sinh nhật vào đúng ngày Noel, em về trước 3 ngày đi để Noel quán đông lắm. Nó vâng thưa chị. Thế là mình cũng đặt kỳ vọng vì nó rất là giỏi mà chị. Đúng với ngày Noel hôm ấy em đi công tác đâu, trời thần em không có ở quán chị. Nó đêm nó trốn mẹ xe về quê. Trời thần thiên địa. Xong rồi là nó lấy hình như nó lấy cái gì ta? Hình như lấy 500 nghìn. Nó có lấy 500 nghìn tiền từ thiện. 500 nghìn tiền từ thiện của một chị khách. Và chị đấy nói với em là tại sao trong cái quyên góp ấy không có chị ý. Thì em bảo là chị đưa ngày nào. Chị bảo ngày đó. Thế là em mới kiểm tra cái bạn mất đúng 500 nghìn đấy thôi. Chị thấy chưa? Thì là bạn sau cái vụ đó em mới yêu cầu tất cả người cho từ thiện là phải ghi cái vào sổ cái phong bì á. Xong là quay clip lại trước lúc gửi cho bên em, là dán cái phong bì kín lại, cứ thế đưa vào thu ngân thôi. Và em là người duy nhất được mở cái phong bì đấy. Nên là sau này kinh nghiệm xương máu rồi các bác ạ. Không bao giờ đặt lòng tin vào nhân viên. Không bao giờ được quyền. Tiền chỉ có tin mình thôi. Nhung nhà em như vậy nhá. Nhung nhà em như vậy mà em còn kiểm soát từng ngày là chị biết rồi. Mặc dù Nhung nhà em nó có tiêu gì đâu. Nó nuôi mỗi chó thôi. Chị ông, nhưng mà chị hiểu này. Tại sao em phải kiểm soát con Nhung? Thứ nhất nó chưa chồng. Thứ hai nó không người yêu. Nó chỉ nuôi chó. Cái thứ ba xung quanh nó có một vài nhân viên thân tín của mình. Chúng nó chính là người biết rất rõ việc của chị em tôi làm ăn sao. Bà hiểu không? Chính vì thế tôi phải có kiểm toán để kiểm tra chéo lại con Nhung, để không bao giờ có chuyện những đứa xung quanh nó có thể tạo dựng niềm tin
Vì con Nhung rất thương người, tạo dựng niềm tin, sau đó là khóc nóc ỉ ôi mượn tiền, chị hiểu không? Ví dụ như con Nhung làm hàng tháng là 21 đưa tiền cho em đi ngân hàng, đúng không? Nó sẽ chuyển khoản cho em đi ngân hàng. Thì chị hiểu phải không? Thế từ ngày 22 đến ngày 21 tháng sau, hàng bao nhiêu những lời thủ thỉ của nhân viên, chị hiểu không? Nó sẽ cắt cái đoạn tiền hàng, một ngày chúng ta hàng bao nhiêu tiền hàng, nó cắt cái tiền hàng của mình cho nhân viên mượn. Thế đến cái ngày việc tiền của mình nó bị thụt, chị hiểu không Hương? Nên em phải rất rõ ràng, mà lúc nào với em tiền cũng phải sương máu lắm, không có chuyện là rời đi một cái xu hướng các của em đâu. Mẹ bây giờ đây khôn buôn bán cực khổ mà chị chán, chị bảo trời ơi chị thời gian, chị bảo trời ơi buôn bán dạo này khó khăn, em thấy không khó khăn, giảm giá liên tục bán, thực sự với em là bán đâu có lời đâu. Bây giờ em nghĩ đi, bán bây giờ một con bộ con gà 550.000 hai con gà, xong lại còn tiền thùng xốp, tiền các kiểu trên đấy, nghĩ là không có lời luôn đấy. Mà tao chán, tao trời ơi bây giờ thực sự với chị, em là chị gồng cho nhân viên, chị gồng chúng nó, chị tao cố gắng để cho nó. Bây giờ chị bảo buông ra một cái nào đi, khỏe một đầu lũ nghỉ việc, một nỗ thất nghiệp mà chị chán được đó, chị ngồi chị rất là chán luôn. Mà thực sự bản thân chúng nó cũng hiểu điều đấy chứ, mình lo ban cho chúng nó từ lúc dịch lúc đổ cứu man, chúng nó sống tình nghĩa, đúng thực sự con người mình quá là tình nghĩa, sống mà thực sự với người khác, nếu như cái đứa khác ấy, em hiểu không, những cái bình thường khác thì mình đéo phải suy nghĩ đâu, kể mẹ mày, nhưng mà thực sự với hai đứa thằng này ấy, thì tự dưng sao chị lại nghĩ rằng thực sự nó có thể làm cái chuyện đó với chị, em hiểu không? Mà nó vẫn chân chất với chị, là trời ơi chị em thương chị, em quý chị là ân nhân cuộc đời em, chị là ngoài mẹ em ra chị là Phật sống thánh sống. Em tưởng tượng đi, nó có nghĩa là nó trời ơi trong mà lấy nó chị buồn, nó động viên chăm sóc, kiểu em tưởng nghĩ là mình thâu kệ mẹ đi, em bút bình. Mà mới đây có ai mà đi không, thấy điện thoại là cũ, mua cho nó cái điện thoại mới, xong đi làm đi lụng là giấm rúi, để sinh nhật sinh đầu là giấm rúi tiền sinh nhật chị, nhân viên chị chỉ trả có cho 200.000 thôi, còn nó thì cho mấy trăm mấy triệu, em hiểu không? Đó, bản thân mình từ từ cảm thấy mình rất là tử tế, đi đâu đi xa đi gần về mình cũng mua quà tấm bánh, mình cũng gọi là chị em này kia, thằng này thằng kia, hai thằng tịnh nhau, thằng này thằng kia, mình cũng rất là khéo léo trong cái chuyện mà đối xử với ai nữa chúng nó. Mình nghĩ nó vừa chúng nó là vừa nhân viên mình, là bạn của mình, nó dù sao nó là cũng là người bạn, nó thôi kệ đi, nó cũng nó cũng dễ thương đó. Rồi ai mà nghĩ đùng cái nó đã đâm sâu rồi mình như vậy không, rồi nó làm cái chuyện đó. Mà em bây giờ chị, em cảm giác bây giờ chị nhìn lại những cái video đã trích đục hết, mà bên chị là cái bộ nhớ của những chị nó lại lưu được mấy tháng liền, nhưng mình được một tháng thôi. Không ạ, nhà tôi bộ nhớ 3 tháng bà. Còn nhà chị là mấy tháng liền. Xong rồi mình xem lại toàn bộ, bắt tất cả những cái video bắt lại, em hiểu mà những cái camera nó bắt góc này bắt kia lại, mình nhìn thấy cảm giác nó lấy tiền của mình nó chia nhau, xong rồi nó giấm nó như tiền, kiểu nó bảo mình bị ngu ấy, địp mày. Nó đưa trước mặt tiền, xong nó đưa vào trong túi, nó đút trong đấy, có nghĩa là một thằng xuất khống một thằng, xong rồi tối ngày đến hai thằng kiểm tiền với nhau, xong rồi dư ra bao nhiêu là cái số tiền dư đó, số tiền kia là đủ vào két, đủ vào trong máy, và để ở đấy còn tiền két là bắt đầu tiền dư ra, bắt đầu hai đứa chia nhau bao nhiêu chia nhau, xong giấm túi đút một túi. Xong mình nghĩ những cái hành động của sao nó bẩn thỉu, mà thực sự nó quá là vô liêm sỉ luôn đấy. Thực sự chị không nghĩ rằng nếu những người khác đấy thì ok, có thể là đầu óc trí não chúng nó có thể là chưa học tới, em hiểu không, nó không va chạm, nó không phải là cái người có xã hội, chúng nó đã cũng là người showbiz rồi, dù sao nó cũng là mặt mũi mà, đúng không? Thì ok nhiên. Thì mình không nói làm cái gì, nhưng mà chúng nó là cái người, cũng là cái người hiểu biết đi đây đi đó, cũng là cái người mà thực sự sao mà chúng nó lại làm cái điều đó với chị không hiểu tại sao nó làm với chị cái chuyện đấy, em hiểu không? Nó thiếu thì nó bảo chị ơi em nghèo em khổ thì sẵn sàng chuyện em nha, chưa bao giờ chị từ chối nó cái gì cơ, mà chưa bao giờ chị từ chối chúng nó bất kỳ một cái gì cả nha, chưa bao giờ. Đó, thằng Giang bảo chị bây giờ em thằng kia bảo em bây giờ em điện thoại em thế này kia, chị cho em vài thôi, ta cho mày luôn. Mình nghĩ là em mình thôi kệ mẹ em một vài chục triệu, cầm đéo gì phải cho, thôi kệ cho, đổi điện thoại mới luôn. Đó, rồi nói chung dạo này từ đây có những cái hiện tượng mới, làm răng mới, đã gọi là căng mặt căng đầu. Thực sự chị nó mà nó gặp chị nó rất là ngại, nó bảo em làm trả góp, hiểu không? Em làm trả góp, nó nghĩ rằng nó sẽ lấy rằng mình là không biết tiền đâu ra, thì nó sẽ nói là ôi em mới làm trả góp rẻ lắm chị, rẻ bèo à, ôi có vài có vài triệu à, rồi em mới trả góp chị, em tao chẳng em cho lợ em mấy tháng này đó, hiểu không? Thế mình nói như vậy thì mình nghe vậy chị, mình biết mình đâu có đi quan tâm, mình nghĩ rằng không có nghĩ rằng nó sẽ làm cái chuyện gì với mình. Mà cái chị rất là sốc là tại sao mình đối xử tốt với nó như vậy. Con người mình đúng là sống cứ thất tình, móc ruột bốc an sống với nó như nên, vậy nên em mới nói với Hương ấy, đấy là cái em mình, đã là người bị như Hương rồi ôi, thực sự là số tiền đấy ấy, nó có là bao nhiêu với mình đâu. Nó không thấm bó là nhiêu với mình. Chúng nó nói với chị là chị ơi chị, em khó khăn này, em nghèo khổ này, cha mẹ em thế này thế kia này, em hiểu không, thì chị sẵn sàng cho chúng nó chuyện bình thường. Em thấy bà Hồng không,
Em thấy không, bà chị kêu một chữ câu, chị cho bà mượn mẹ 50 triệu bà đi mẹ mất. Bà chị nghĩ chẳng cái mà này sao mà tôi khổ ghê, cái con mụ hồng đấy, cái giúp việc đấy cũng là tôi đưa sang bà. Chị tăng tổ sư. Xong rồi đấy, bây giờ đến thằng Tuấn Anh cũng là tôi giới thiệu nó cho bà tôi và tôi cũng là chục triệu của chị mà là tao phá hoại cũng khổ thân chị cũng thương chị đâu có tiền để bỏ qua cho bà ấy. Chị đâu có bài đăng mặt bài lên đâu, em hiểu không? Nhưng mà thực sự mình càng cảm giác như là cái mình càng tốt ấy, mình càng thực sự mình càng nhân từ ấy, thì cái sự nhân từ của mình đã bị kiểu lợi dụng ấy. Em hiểu không? Thực sự chị không có ác độc với ai, thực sự với em là chị không bao giờ chị âm mưu thủ đoạn hay chị độc ác với ai luôn, đây là chi cái đã diệt kỳ kia như này. Mình nghĩ thôi kệ, mình sống tốt hòa cuộc sống mình nó cũng được như ngày hôm nay, ông trời cũng thương mình này nọ. Nhưng mà không ngờ tại sao mà thực sự có những người mà đối xử với mình như vậy. Ví dụ một vài chục con gái em nghĩ thôi thì không có làm gì, em nghĩ nó lên đến số lượng như vậy. 1.500 con tôi thì phải sốc thật luôn. Em nghĩ đi rồi đó làm sao bây giờ, em nghĩ chị phải làm sao, chị không thể bỏ qua, nếu mà chị bỏ qua thì không chị cuộc đời này chị, làm sao mà chị bỏ qua được nhân viên chị được đúng không, chị phải xử lý chuyện phải làm sao bây giờ. Nói chung ấy, hai đứa chúng nó quay lại mà để xin lỗi chị sẽ chỉ tha chúng nó không đi tù thôi. Còn tiền bạc là chúng nó phải trả đủ. Chị hiểu không? Đúng rồi, thì chắc chắn phải trả đủ chị. Đấy là nó còn là danh dự của chị nữa chứ. Đúng rồi, chứ không phải là làm sao mà chị nhân từ với chúng nó được. Đúng rồi, không được. Chị chỉ không đẩy chúng vào tù thôi. Chị chỉ không đẩy vào tù, bắt được phải trả đủ tiền. Ông ăn trộm được thì tôi làm sao, chị làm sao nói với nhân viên được, để ông con mẹ hết cửa hàng của tôi. Chứ còn nói gì với nhân viên nữa. Đúng không? Mình là người lãnh đạo, mình không làm cái chuyện đấy. Đã cái chuyện đấy mà nó mình niêm khiết trong cái chuyện công việc, bây giờ người ta ăn trộm của bà mà bà cũng tha cho người ta được thì làm sao chị mà không làm cứng những đứa nhân viên khác, các mẹ hoặc là những đứa khác cứ xin vào, chị phải luôn luôn cuộc đời mình cứ phải ngồi để canh phòng nhân viên là không được, nên là đã, chị cứ giống em này thì mày rất là qua chị mất ngủ luôn đấy, chị rất là chị khổ, chị nghĩ chị trời ơi sao mà có thể làm cái chuyện đó, thà cái đứa khác đi hiểu không thì mình thôi thì kệ, nói chung là mình đương nhiên là mình sẽ dọa và mình sẽ làm đủ mọi cái, hiểu không, mẹ đến tận nhà luôn để mình gặp nó, hoặc là mình thế này kia là mình đòi lại, hoặc là mình phải live stream cho nó. Em từ giờ qua chị không live stream này, biết rồi đấy, thấy rồi đấy. Tôi lên đêm qua tôi delay live, tôi ngồi sân bay tôi mò pay của bà, tôi không thấy cái live stream nào để bà nói về chuyện đấy cả. Biết là chị không live stream, chị không đăng hình, chị không đăng cái gì cả. Em hiểu bình thường khác, những người khác mà thì thôi, thì mẹ mày cái thằng cái nó cái điện thoại của tao nó làm cho chị mà nó lấy cái máy tính của chị, mày tao lên tao cho mày mấy ngày mày không giải cho tao, mày lên mặt trên màn hình cho tao. Cái con bé Cần Thơ đấy, mày biết con bé Cần Thơ đấy, nó bây giờ nó đòi nhà chị lại, nó đéo trả tiền cọc. Xong rồi tao cho mày 24 tiếng đồng hồ, mày không trả tiền cọc cho tao, tao đăng hình mày lên Facebook nhá, hợp đồng tao với mày, và tao chạy thêm mẹ 1 triệu tiền quảng cáo nó cho mày lỗi toàn Cần Thơ luôn. Và ngày hôm sau lập tức nó chuyển, nó trả cho chị mẹ mày là 60 triệu luôn. Yêu không? Vì mấy con người mình tôi thấy cái tiệm của bà chuyển về cái đường khác ở Cần Thơ không? Chứ tôi đi Cần Thơ. Đúng rồi, và với bản thân mình thì thực sự em tưởng qua này chị không chị, thực sự là chị không biết chị phải làm cái gì. Bây giờ chị thực sự là nó có kiểu, em hiểu ý chị không? Đó, nên là có nghĩa chị là chị bị rối rắm giữa việc vì trong lòng chị thương chúng nó. Chị đang bị đặt cái nghĩa tình và nghĩa cái kỷ niệm với chúng nó lên trên nó. Và chị không nỡ để xuống tay đúng không? Nhưng mà phải rất rõ ràng nha Hương. Chị mà không làm rõ chuyện này là không được. Công an khu vực ở đấy nó nói là bây giờ chị muốn thế nào thì chị nói rằng bây giờ, nó nói là bây giờ một đó là em sẽ vào việc nha, em sẽ làm tất cả chứng cứ chị đưa cho em là tất cả đủ rồi đấy nha, em sẽ làm vào việc. Và vào việc là chị không có giúp đỡ lại được nữa, chị không mãi lại gì nữa, nói chung là chị không có, thì em không đi rảnh đâu mà đi giải quyết những cái chuyện đấy. Hai là chị cho nó cơ hội để nó tìm về với chị và nó nói chuyện với chị và nó bồi thường với chị và chị em nói chuyện với nhau là xong, không có chuyện xảy ra. Em hiểu không? Mà có thể chị cho nó nghỉ việc và chị không gặp lại nó nữa và chúng nó vẫn bỏng bài học là xong. Em hiểu không? Đó. Và hai là cái phần như vậy thôi. Thì bạn gặp bọn em rồi thì chắc chắn cái như này nó nghĩ 50 triệu chỉ là đi tù rồi các bạn. 5 triệu bà là mẹ triệu ơi, 2 triệu là bà đi tù rồi bà. Không ai chịu bà đi tù rồi. Lớn lớn như vậy mà nó có cả những hình ảnh đút tiền vào túi rồi kiếm tiền rồi cho vào két rồi như này như kia thì đấy là hành động đúng không? Mình đi làm cho người ta, tại sao mà lấy tiền trong két người ta, lấy tiền trong két người ta đưa vào túi mình là hành động chấp rồi đúng không? Mình đâu có quyền lấy tiền trong két của cửa hàng mà đưa túi mình đâu đúng không? Thì chỉ cần mình nói lấy tiền trong két mà đưa vào túi mình là hành động bắt chấp rồi. Đó mà tất cả nó còn có nhiều như vậy nữa thì làm sao mà chứng minh được, mà sao mà nói được cái gì nữa bây giờ? Mà bây giờ vấn đề là nó không có điện thoại, nó không liên lạc với chị. Sáng nay gì nói ai đó đọc được cái tin nhắn từ đấy, xong mà gọi là nhắn tin, xong chị gọi nó, chị bảo chị gọi gì hay gì đó, chị nói là bây giờ cô khuyên Tuấn Anh đi, à khuyên bạn ấy đi, là bạn ấy lên gặp để nói chuyện cho nó rõ ràng ra, từ cái chuyện gì nó ra chuyện đấy nó cũng nguôi ngoai đi, hiểu không? Rồi mọi cái nói chung là nó cuộc đời đấy thì nó rất là, tiền nó rất là quan trọng,
Trang hiểu không? Rất là quan trọng, nhưng có những cái mình không nghĩ thấu đáo ấy thì thực sự là nó rất là nguy hại đến vấn đề mai sau. Nó ảnh hưởng nhiều lắm, đúng không? Em nghĩ đi. Bây giờ nó không gặp chị rồi, chị nóng lên, chị đi ra, chị chắc chắn chị... Nhưng... Chị mà không làm rõ nó mà nó gặp phải em thì em nghĩ là nó cũng sẽ đăng xuất lắm đấy. Thương hiểu không? Ví dụ như chị là chị rất là nhân từ, còn gặp em mà chết con mẹ mày với em rồi, chị biết tính em rồi, không có mùa xuân đấy với em đâu. Nhân viên vào làm nhà em nhá, kho báo em nói thẳng một câu, chúng mày chỉ có một chữ trung thành. Lệch sóng nó ra khơi đấy, em nói với chị đấy, xưa giờ em còn thuê hẳn một người chỉ ngồi xem camera là Hương biết rồi. Nhà em có một nhân lực chỉ ngồi xem camera là con xem chị, từ quán bún đậu, từ kho của em và xem đến nhà em luôn. Đối xử với mình như vậy thì em nghĩ đến bây giờ mình còn cái gì để nói đâu. Mình sao mà thực sự mà tài đến mẹ cái người khác đi thì mình còn đỡ đau lòng, mà những cái người thực sự là gọi là mình coi như em của mình giúp đỡ từ những cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất, mình thương yêu mà đến mức độ mà lúc nào cái miệng nó cũng bảo nó thương yêu chị, nó đi đâu nó cũng bảo, nó gặp bà Cindy tại tài nó cũng bảo chỗ nó thương chị, nó yêu chị, thì nó đủ các thứ trên đời, bà Xuân Lan nó cũng nói như vậy, các kiểu trên đời, em hiểu không? Nó thảo mai với tất cả mọi người, ngay cả chị mẹ nó ngày hôm sáng hôm nay cũng gọi, cũng nói là thực sự nó về, nó cũng nói là nó rất là gặp được người đàn chủ tử tế, mà tử tế lại làm như vậy mới tử tế. Đâu nó nhận thức được cái việc là mình là người tốt với nó, tại sao nó không tốt với mình, mà nó đối xử với mình như vậy. Nó đi với ai nó cũng bảo rằng mình là người tử tế, mình là người tốt đó, rồi tại sao mà nó lại đối xử với mình như vậy, đúng không? Một người tốt mà mình đối xử với người tốt như vậy thì mình có đáng không? Mà cái tiền nó dùng để làm gì, nếu mà mua lấy cái tiền đó để mà chẳng hạn như để là làm em, gì để em thì đẹp. Em nghĩ rằng là hai đứa chúng nó làm như vậy nhá, nó là một hành động không thấu đáo, chẳng qua nó đã nhìn thấy được kẽ hở. Và chúng nó nghĩ rằng mỗi một ngày chúng nó ăn trộm vài triệu. Chị sẽ không đúng biết. Mỗi ngày vài triệu, mỗi ngày sẽ là vài triệu đúng thì không? Chúng, nó, thì nó chúng nó nghĩ rằng như này. Để biết mẹ luôn rồi. Thì chúng nó nghĩ rằng là đẹp đẹp thế thôi. Ngày nó đi nghe là nó không lấy tiền ở trong két. Tiền trong két vẫn đủ luôn. Em hiểu không? Nó không lấy tiền ở trong két thì mình sẽ không phát hiện, nếu mà lấy tiền thì báo mẹ công an luôn. Em hiểu không? Thế để cho có nghĩa là nó đi, nó rất là tính toán, đã tính toán hết rồi, nó không có tiền trong két. Két tiền két vẫn đủ, ngày hôm sau con kia đến nhập ca vẫn đủ tiền. Đã thì chị cứ không nghi ngờ, chị cứ nghĩ rằng nó là chỉ trốn được cái vụ thẩm mỹ viện thôi. Hiểu không? Chị chưa có nghĩ rằng là nó lại đối xử tàn tệ với mình như vậy đâu. Ngày hôm sau cháu ngày hôm qua chị như ngã ngửa người ra, chị cháu chị đau lòng vô cùng. Cháu chị nghĩ sao mà có thể thực sự cuộc đời nó mất niềm tin thật đấy. Thực sự là quá là mất niềm tin. Ôi tôi mất niềm tin lâu rồi Hương ơi. Tôi thật bảo sự rồi. Là mình, em tưởng tượng chị là con người sống rất là tình cảm. Thì em mới nói Hương là tôi qua cái đoạn của bà lâu rồi, nên sau này ấy, khoảng 4-5 năm nay là tôi có một người, tôi trả lương một đứa mà biết chỉ có ngồi ở trong một cái phòng ấy, nhìn 6 cái tivi màn hình lớn, tất cả các kho của tôi nha, tất cả quán bún đậu và nhà của tôi. Nhà tôi camera là có người ngồi xem. Tại vì rõ ràng tôi phải xem là con tôi bị sao, bà hiểu không? Tôi đi suốt ngày sao tôi tin. Tôi cứ phải theo dõi như cái mắt thần đấy ạ. Tôi kệ. Làm gì làm, tôi chỉ cần biết thế vì tôi đã bị rồi. Tôi đã trải qua hết những điều bà đang trải qua. Nên tôi nói sau vụ này giải quyết xong xuôi, chị tìm một người làm kế toán, kiểm toán ngược lại con lần. Kiểm soát ngược lại con lần và tất cả các kho. Nó phải là một cái người kiểm tra chéo không đến công ty. Chúng nó không hề biết người đấy là ai. Chị hiểu không? Nhân viên nhà em đâu biết kiểm toán của em là ai. Nhân viên nhà em không bao giờ biết người kiểm toán là ai. Chỉ có em và con Nhung biết người kiểm toán là ai. Làm rất chặt luôn. Nhà em nhân đã bảo rồi đấy, em có thể trả chụp cho chị mấy group làm việc nhà em đấy. Từ chuyện phạt 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 theo lỗi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tương ứng với những lỗi cơ bản mà khi chúng mình đi làm, thì cái tiền phạt đấy ấy, đó, nó sẽ được thu lại để dùng tiền đấy thưởng cho những đứa không bị phạt. Chị hiểu không? Nhà em là rất rõ ràng, không bao giờ nhưng chuyện mà tại sao mà chị chưa hiểu ấy, tại sao mà mình đối xử tốt nó như vậy nha, rồi mình mọi cái yêu cầu của nó mình có nghĩa là mình đều đáp ứng như vậy nha, và nó biết được mình, nó làm việc mình nó sẽ được lợi nhiều như vậy, nhưng tại sao lại phải ăn trộm của mình vậy? Thì tôi đã bảo là nó biết là bà không hề giỏi trong cái chuyện kiểm soát tài chính mà Hương. Em đảm bảo là trong lòng chúng nó vẫn thương quý chị, vẫn yêu mến chị, nhưng nó phải rất rạch ròi như Hương. Yêu mến mình là một chuyện, và nó biết rõ cái năng lực của mình là một chuyện khác. Mà yêu mến mình tại sao ăn trộm tiền của mình? Ơ kìa, cuộc sống này đứa nào không mưu cầu ăn chơi nhảy nhót, đứa nào mà không mưu cầu phải thế nọ thế trai, đứa nào mà không có nhu cầu để phong bạt làm mình ngày một thành công,
đến bản thân mình cũng phải muốn cho người ta nhìn thấy rằng ngày một mình thành công thì mình phải nỗ lực mỗi ngày, đúng chưa? Ví dụ như tôi là quan điểm là thành công của tôi chính là tài chính, thành công của tôi chính là mua nhà mua cửa mua đất mua đai đấy, thì tôi chỉ cần biết là cứ hàng tháng tôi đi cất tiền và bao lâu tôi đi mua đất, đúng chưa? Và tôi đã tự nguyện hoặc hạnh phúc của bản thân tôi là tôi vẫn đang thành công mỗi ngày. Còn có những người, người ta không đủ kinh tế năng lực để chứng tỏ người ta thành công, mà người ta lại nhìn ra kẽ hở của bà, và người ta nhìn ra điểm yếu nhất của bà, đó chính là không dám xuống tay. Tại sao nhà em nha, nhà em chỉ nhớ ngày xưa em chỉ mất duy nhất một lần năm một hộp viên đốt mỡ của cái con nhân viên mới vô làm, chị nhớ chưa? Chị nhớ em có một clip là mấy triệu view ở trên YouTube không? Con đấy nó chỉ ăn cắp của em 5 hộp viên đốt mỡ, lúc ý là viên đốt mỡ mới vào hàng nhập, hàng nhập chưa bán nha. Nó là đứa ở kiểm kho giống em, giống hai đứa chúng nó đấy. Nó mở thùng hàng thà thủ ô ra, nó thấy 5 hộp viên đốt mỡ trong cái thùng đó. Nó mới thấy ở trên cái kê đơn hàng ấy, cái phiếu nhập kho ấy, cái phiếu hàng mà gửi trong cái thùng hàng vô ấy, nó không có 5 hộp viên đốt mỡ, bà hiểu không? Thì nó thấy trên bìa cái hộp ấy là viên đốt mỡ bụng. Thì nó nghĩ rằng là bà đầu nguồn hàng đã vứt nhầm 5 hộp viên đốt mỡ này vào thùng. Nó không hề biết rằng bà gửi hàng, bà nói là chị đưa em thử 5 hộp em uống, thấy hiệu quả thì mình bắt đầu tiếp tục kế hoạch làm ăn. Thì em bẵng đi, không nhớ ra có 5 hộp đó, vì Nhung nó cũng không báo vì hàng nó vô. Rồi một ngày đó, rồi một ngày tự dưng bà kia hỏi Trang uống đến đâu rồi, thì em mới biết là đã bị mất. Nhưng em rất im lặng, em trích xuất camera. Và con đấy nó rất gian manh là nó đứng khuất, nó đứng khuất ở cái góc đó để không nhìn thấy nhếch bụng. Nhưng mà số nó quá chó, vì đời nó quá đen, là vì ngoài cửa cái căn nhà đấy em có một cái camera. Thì đến khi đem đi vứt rác đấy chị, nó mới móc cái bọc đấy ra ngoài, nó để ở bên ngoài thì cái thùng rác, rồi nó bê đẩy cái thùng rác, vì cái căn hộ đó nó cạnh cái chỗ đổ rác nên mới nhìn thấy. Em mới bảo là tao cho mày cơ hội cuối cùng, còn không em cũng cho ra tòa. Bởi vì là một hộp giá 860.000, 5 hộp là 4 triệu mấy rồi chị, đủ rồi, đủ sở hữu cho mày đi rồi. Xong là em cũng không quay mặt nó đâu, em chỉ nói với nó thôi là nếu như mà mày nghĩ là mày làm với tao lâu dài, là mày, chính mày là người sẽ được test thử cái viên đốt mỡ này. Cái viên đốt mỡ về đúng thời điểm mà chị bắt đầu về Việt Nam gặp em, lúc em gầy, nhớ không, đèn kia xong gầy mó cái mặt có vẻ sọc không, gầy như mỏ, em nó đâu uống được. Nên là em nói này, nó thấy chị quá tốt và quá thương chúng nó, và nó biết chị là không dành. Đây là chị, nó biết là chị nên nghĩ này, nó tự mà nó nghĩ là sẽ không dám làm gì. Nó không, tại vì nó thấy là chị với bà Hồng, em thấy bà Hồng thì bà em mới nói với là chuyện số vụ khác là chị cũng em đã biết nghĩ rằng là nếu như nó có những chị, cái chuyện ở công ty chị là chị chưa bao giờ nặng tay với bất kỳ nhân viên nào. Chị không phải giống em, nhà em nhân viên là em xuống tay luôn, không nói nhiều. Tại vì em không cho phép bất kể một nhân viên nào trộm cắp của em. Chỉ có ông tiền máu của em sao mà lấy được. Em là rất rõ ràng, kiểm soát rất chặt chẽ. Và em mẹ mày xuống đường luôn, chứ không phải như chị đâu. Mình từ thiện sai chỗ là mình chỉ có hại người ta thôi. Ví dụ như hôm nay nó quen lấy kho của chị đúng không, chị bỏ qua. Ngày mai nó vào làm phải đứa như em đi, đúng chưa? Hoặc nó vào làm phải mấy đứa mà tính còn hơn em, thì có phải nó mẹ mày thượng đỉnh cước vào mõm không? Để mà gánh cho mày đăng xuất khỏi trái đất không? Chị hiểu không? Nhiều chủ nó gánh nhau mà em đăng xuất khỏi trái đất luôn, nhưng ngồi đó mà trộm cướp của người ta. Thì em nói chị là cái gì nó cũng có cái giá, chị phải kiểm điểm bản thân, do chị quá dễ. Nhân viên nhà chị nó biết rõ là chị sẽ không làm gì. Chị hay dùng tình cảm để chị là quản lý. Có lần nào mà tương khổ tương tự tao. Hương ơi, trong tài chính Hương phải tin em. Tài chính không có tình cảm. Nên là tao khổ với cái chuyện đấy. Vì chính là cái chuyện rất là khổ. Bao nhiêu đứa rồi rất là khổ với cái chuyện đấy. Đạo và vấn đề là bây giờ vấn đề nằm ở chỗ này. Nếu như chị nghĩ đơn giản trong đầu cái này, một vài chục con gái thôi, đeo mẹ coi như là hết duyên. Đeo gì mẹ. Ủa, vài chục con gái mấy em đeo gì? Mẹ 1.500 con. Và bản thân mình lại chứng kiến, mình nhìn được, em hiểu không? Những cái hành động đó, những cử chỉ đó, những con người đó lại yêu thương nhận mặn lòng đó, nhắn tin vẫn gọi đây này, cho yêu thương mặn lòng nhắn tin chị này chị nọ chị kia các kiểu trên đời. Rồi nói chung là có nghĩa là mình cảm giác cho nó là bị như là một trắng một đen lật một phát luôn ấy, em hiểu không? Nó phản bội cái tình yêu của mình nên mệt mỏi lắm. Nên là đấy. Hương cứ phải làm thẳng tâm khi mà nó đấy, quay về. Chị ra sáng gặp công an rồi.
thì ông công an nó cũng nói, anh công an nó không nó biết chị, và nó lại mẹ là fan của tao luôn, nó bảo vợ em là xem chị mỗi ngày, vợ em là thích hai đằng cu nhà chị lắm, mà đang muốn đẻ hai đằng cu giống con nhà cu nhà chị. Thì đấy, thì em mới nói Hương ấy, Hương phải xử lý triệt để chứ không không ấy đâu. Còn nếu bọn em vào tay sao vào tay một phát là lúc đấy là bọn chị không có mãi lại được đâu em ơi, chứ đúng không, chị bảo xin là không xin được đâu đấy, chị ấy bảo xin khi mà chị đâm đơn xong là không xin được nha. Đâm đơn xong là không xin được, không thể giúp được. Nên là chị nói với người nhà chúng nó ấy, và cái này Hương phải làm, Hương làm một lần. Và Hương khi Hương làm xong ấy, Hương sẽ có cảm giác giống em. Giống như ngày xưa em xử lý thẳng tay với thằng An, chị tưởng tượng cái cảm giác ấy. Mấy trăm triệu thời đấy, đấy ấy, nó to lắm rồi. Nhưng mà cái mất đi cái lòng tin nó khủng khiếp. Mẹ mỗi ngày nó thu tiền của mình, mình thì giúp ở giúp đầu ở trong bếp, mình dán đâu. Chiên đậu ngày đấy em đâu có nhiều nhân viên đâu Hương. Không nhiều nhân viên. Xong mà tự dưng là em thấy nó đi quán bar nhiều quá, chiều không em ở đi mẹ thằng ấy đi quán bar. Sau đó là ngày để nó cặp với một thằng thằng bé người mẫu nam, xong rồi thằng bé làm tiếp viên hàng không ấy, tự dưng em thấy nó đầu tư rất nhiều tiền nó cho thằng này, bởi vì mình thấy là tiền mà thằng bé kia nó nghèo thế, sao nó có tiền mua những cái thứ đó để nó đi showbiz được. Thế là mình mới nghi ngờ, chiều em mới nghi ngờ, em mới cho người theo dõi nó, em mới thấy nó rút tiền ở trong người nó ra cả tập, nó trả tiền ở quán bar. Ở quán bar nhưng mà không được, chắc chắn có vấn đề. Em mà không nhìn thấy cái hành động quay lại để em không bao giờ tin. Tại vì cái sự chia cổ đông của nó một tháng không thể nào cho nó một tuần nào cũng đi như vậy được, chị hiểu không? Thế là em mới cho người theo dõi, thì em biết à như thế rồi em bắt đầu mới manh nha để kiểm tra lại cái chuyện thu tiền của em hàng ngày. Nên em nói Hương là mọi thứ Hương đang trải qua là em phải trải qua rồi. Nên là ngày đó em yêu cầu mẹ nó từ ngoài Hà Nội, Quảng Ninh gì đấy bay vô tìm em, mẹ nó là người viết cam kết trả nợ cho em. Là chị phải biết là em nhìn mẹ nó mà mình không đỡ luôn đi chị. Nhưng mà em bảo không được, cái này là gia đình nó phải có trách nhiệm trả lại cho em. Thế là mẹ nó với chú nó đấy chị, chú nó ở chỗ đường Lữ Gia quận 11 này, phải đi ra gặp em viết cam kết trả nợ. Và trả nợ xong trong vòng 8 tháng mới trả hết. Và em làm từ đấy trở đi là nó không bao giờ gặp lại em. Và em biết nó vẫn theo dõi em, nhưng mà nó giống như kiểu là nó mất đi cái cơ hội công việc của nó. Tự dưng rõ ràng đang là một đứa level lắc vắc, có 10% cổ đông bún đậu và biết một tháng bao tiền. Thế là đấy, là Hương phải xử lý triệt để. Và Hương tìm cái người kế toán kiểm toán để làm cho cái việc kho bãi của Hương cho nó chuẩn vô. Chứ chị mà không có cái người kiểm toán chéo, cái bọn kế toán của chị ấy, thì không phải là một mình chuyện thằng Tuấn Anh với thằng Giang đâu, sau này sẽ nhiều đứa như vậy nha. Chị phải hiểu như vậy, chị không có một đối tượng ngồi im trong bóng tối kiểm toán ngược lại chúng nó thì chị còn mất nhiều hơn ạ. Còn mất rất nhiều. Bò mẹ được mày. Chán bớt đời luôn tao, em quan. Nên cuộc sống ấy, đôi khi mình tử tế với người ta chưa chắc người ta đã tử tế lại với mình. Đó là nguyên tắc cuộc đời. Mình là sống mẹ mình hết lòng hết ruột, mình móc hết gan, còn chị sẽ thật che miên là chỉ còn gan ruột đó, là chỉ có móc rồi chị đưa cho máu, chị sống rất là tử tế. Chưa bao giờ chị từ chối được bất kỳ một cái gì, chưa bao giờ. Nó cái gì khó khăn là chưa cái nó mở mồm mình. Thì em mới nói thực tế là em gặp hai đứa chúng nó rất nhiều. Em thì cá nhân em cảm nhận đây này, nó không phải là đứa xấu, bản chất không phải đứa xấu, chỉ là trong quá trình làm việc nó nhìn thấy kẽ hở của chị mà thôi. Nên là cái này nó là kiểm điểm cả hai bên. Chị phải xem lại bản thân để tìm phương án hỗ trợ chính bản thân mình để giữ về tiền bạc tài chính. Chị cứ làm như em ấy, tìm một người làm kiểm toán chéo lại bọn con lân, bọn kế toán của tất cả các cửa hàng, hiểu không? Để mình làm cho nó kỹ. Chứ như nhà em là em, bởi vì chị hiểu em đi định cư sau này em phải kiểm cẩn thận chứ không sao em không cẩn thận được. Em cứ phải rõ ràng, mạch lạc, nói thẳng ngay từ ban đầu với Nhung nhà em, để chị em đỡ mất lòng. Chị ông tính em là rõ ràng nói mẹ luôn. Nên là Hương thấy ngay cả cái việc mà làm việc với con Lân, chị thấy không? Về cái này, ví dụ như chị nhớ cái lúc mà Tết năm ngoái chị bảo cho em cái đùi heo không? Chị nhớ không? Chị nhớ chuyện năm ngoái chị bảo chị cho tặng nhà em cái đùi heo để chồng em về ăn không? Xong em không ăn đúng không? Chị nhớ câu chuyện đấy không? Em để đến tận qua rằm tháng riêng mới nói chuyện với chị, tại vì em không muốn đầu năm nói. Là rõ ràng chị bảo tặng em cái đùi heo muối chiên giòn này, đùi heo muối Tây Ban Nha để nhà em ăn. Nhưng vì em biết là nhà em không ăn, em không hề lấy cái đùi heo đấy ở ngoài chi nhánh Hà Nội, đúng chưa? Nhưng em có mua lại một lượng hàng để đi biếu, đi tặng.
Nhưng chính bản thân mấy đứa kế toán ngoài đấy, cái đứa kiểm kho ngoài đấy, nó đã không kê cái đùi heo đấy vào để báo lại với chị đâu. Chị thấy không? Chúng nó là định ăn cái đùi heo đấy. Nhưng mà ví dụ như với người khác ấy, người ta nghĩ rằng là chị Hương chị tặng bài này mà không lấy bà sẽ không nói gì. Nhưng mà với em cả Hương thì khác. Em sẽ nói rõ với Hương tất cả mọi chuyện để Hương nhìn nhận lại nhân viên của mình. Vì nếu như mình không nói ấy, thì nó sẽ bị dây vào tình trạng là nó biết là mình không biết để ý này kia. Chị thấy cái hôm vừa rồi mua hàng không? Cái hôm mà mua mấy con gà em chuyển tiền không? Mà rõ ràng hôm trước em thừa 160.000 không? Chị thấy anh Ngọc Quân Lân không? Nó không, chị kéo lại tin nhắn trong group ấy, có thể chị không đọc. Rõ ràng lần trước là em dư 160.000. Cái đơn hàng của lần này em chuyển khoản thêm tiền thì nó phải trừ đi tiền dư 160.000 của em đúng không? Nhưng nó vẫn ra một cái bill 900.000 để em chuyển khoản 900.000. Nhưng em chờ nó phải đến 15-20 phút. Nó không trừ 160.000, em mới nhắn lại là kiểm tra xem chị có nợ lần cũ gì không. Nó mới là chị có dư cũ 160.000 là giờ chị trả lại em 740.000. Hương nghĩ đi, không phải tự dưng mà em đi nhắn vào những group như vậy, những câu nói như vậy đâu Hương. Thứ nhất nha, là em với Hương là cho nhau không hết, chưa bao giờ chuyện tính toán cái gì. Hương và em chưa được tính với nhau cái gì. Nhưng mà Hương thấy không, một hành động như vậy để Hương, em muốn để Hương hiểu rằng là nhân viên của Hương nó đã không đúng trong thao tác làm việc. Câu chuyện mà em mua hàng, mua đồ ăn để em ăn là em chuyển tiền riêng. Còn ví dụ như Hương bảo là Hương cho các cụ con gà thì nó sẽ là tiền riêng. Hương thấy không? Nên đó là lý do mà tại sao em nói với Hương là em không nuôi các cụ nữa. Bởi vì em không muốn chúng nó nhầm lẫn giữa cái việc xuất hàng đi cho các cụ với việc em mua hàng. Em chỉ muốn cái group đấy là group em mua hàng bằng tiền em trả cho bên Hương thôi. Còn việc mà để cho các cụ là em cử một người khác đi ra chi nhánh cái mảng tháng 8 em mua. Em không muốn để chúng nó có cơ hội là mỗi một tuần là tiền hàng tiền họ vào tiền của Hương, nó bị hụt vào đó, cái phước mình nó không đủ. Nên đó lý do em mới nói Hương là từ nay Hương đừng cho gà các cụ nữa, em không nuôi các cụ. Nhưng mà em dứt cái đoạn đó là em để người khác đi ra tiện bên cái mảng tháng 8. Như vậy đấy là chị từ thiện chị cũng làm phước được mà. Thì nhưng mà chị có như nhưng mà chị phải hiểu này, chính vì em thấy chúng nó hay bị cái trò là quên dao là một. Chị làm phước đấy là phước của chị tự nguyện. Nhưng mà chúng nó hay trò này này, một là quên dao, hai là dao thiếu, Hương hiểu không? Thì ngay bản thân Hương nhiều việc mà Hương lại không có kỹ năng kiểm soát, nên là chúng nó sẽ rất dễ nhầm nhập giữa việc là hôm nay xuất cái hàng này vào từ thiện hay xuất cái hàng này chị Trang ăn. Nên đó là lý do em mới nói với con Lân là tao chuyển tiền một cục, mày cứ trừ tiền đồ ăn, khi nào gần hết tao sẽ tự biết chuyển tiếp. Đó là cái nguyên tắc của em, là em không muốn chúng nó có một bất kỳ một cơ hội gì để nhầm lẫn tiền bạc với em. Em là không có chuyện nhầm được rồi. Em mua hàng là em trả tiền và em biết là ở. Tại sao? Bởi vì nhà em nhá, nhân viên nhà em với một mã hàng mà khách thì nó sẽ biết là khách này hôm trước mình nợ người ta 100 hay mình nợ người ta 40. Khi chốt đơn là phải nợ cũ của khách 40. Đơn mới như này, total giao tương này là phải chốt đơn kiểu đó. Chứ không phải là chốt xong rồi khách chuyển khoản rồi, chị ơi hôm trước quên bên em, chị đang nợ bên em 80 cái 40, không có nhá. Khi mày gõ ra cái mã hàng khách hàng đó là phải có nha, rồi. Mà Trang nha, mà rõ ràng chị nhắn tin nha, nó đọc tin nhắn đấy. Chị nhắn tin nó vẫn mở Zalo. Ngày hôm qua nó vẫn mở Zalo, nó đọc tin nhắn chị nhìn thấy nó đọc mà nó không phản hồi lại nha. Không phản hồi lại luôn. Chị nhìn thấy nó đọc được tin nhắn chị nhắn tin mà chị nhắn ông anh Hà anh đăng lên đấy. Là nó đọc đấy nhá. Và nó không phản hồi lại. Nó đang suy nghĩ và nó đang đo xem là chị sẽ làm đến đâu. Thì em mới nói Hương này. Đã rõ ràng là Tuấn Anh là em giới thiệu nó qua làm với chị, nó là em của em mười mấy năm. Nhưng em vẫn phải khuyên chị phải làm thẳng tay, phải làm thẳng tay, xuống tay. Mình không xuống tay là mình không làm gương cho lũ nhân viên của mình được đâu. Chị phải có một nguyên tắc. Chị sẽ để cho nó, tại là chị sẽ đăng lên một số cái video. Và chị sẽ nói là chị sẽ cho bọn em một tuần. Đấy, và lúc đấy thì hết tình nghĩa. Đã còn đây là còn tình cuối cùng, những cái tình nghĩa cuối cùng. Đấy, và sau nếu như một tuần mà bọn em không phản hồi lại, không ý kiến lại, không có bất kỳ một cái phản hồi nào nữa thì lúc đấy thì chị và em là người dưng. Và ừ. Lúc đó là để pháp luật làm việc. Ừ. Đúng rồi, là người dưng. Và chị cũng không ai lấy và bản thân em cũng không quyền chị đã làm đâu. Tất cả những gì có thể để nhân nhượng cho chúng nó là đúng một tuần. Còn không là chị xử lý thẳng tay cho em. Họ không ngơi đâu mà chị phải nghe em, bởi vì mình không trong công việc, trong tiền bạc mình không thể nào mình nhân từ được đâu. Ừ,
thì đồng tiền đi lên cũng ruột không nhân từ được. Đó. Rồi. Chị mà nhân từ với chúng nó ấy, là chúng nó ngồi lên đầu chị và bọn nhân viên nhà chị nó nghĩ rằng là đấy số tiền lớn như vậy bà còn chẳng làm gì. Đúng không? Mình thực sự là chị rất là đau đầu từ ngày hôm qua, chị rất là mỏi, rất là mệt mỏi. Em thấy chị không có, chị không có livestream mà chị cũng không, chưa có phát ngôn gì luôn, chị chưa có nói gì cả. Đã có một số người nhắn tin cho chị, người ta biết mà bạn bè của chị nhắn như vui bản thân, những người như em và chị nói như vậy là người ta biết là ai rồi đúng không? Thì dĩ nhiên em nghĩ đi, nếu em thấy chị nhắn như vậy hôm qua lúc mà chị nhắn thế, tất cả những người thân của chị, ngay cả chị Triệu luật sư ấy, chị luật sư Triệu, chị bảo trời ơi cái vụ em để cho chị là sao mà nó có thể đối xử với em như vậy Hương, chị chỉ cần gặp chúng nó một lần thôi. Quá sốc luôn. Cái sống làm sao, tình nghĩa thế nào mà sao lại nó có thể đối xử với chị thằng chị Triệu. Chị nhắn lên cái là chị Triệu, chị bảo rồi cái vụ em cứ để cho chị đó, bây giờ em cho nó cơ hội đi, xong nếu mà nó không nhận ra được thì em để cho chị đó. Trời, thật sự là những người bạn của chị, ai mà chị nói như vậy ai cũng biết là ai rồi, chứ còn đâu có phải nói tên nói tuổi ra đưa mình mặt ra đâu. Thì dĩ nhiên là những ai thân với chị mà ai mà không biết là chúng nó. Nhưng mà chúng nó làm kỳ quá. Chán, thật buồn, thật luôn, nó thật đúng là con ta. Tiền nó cũng rất là quan trọng, mà chết thì có mang đéo đâu được đâu mà mày. Hả? Mẹ, đúng không? Cái lòng tin, mày mất cái lòng tin. Mình nó trong sạch, trong sáng, cần đéo đẹp. Ý mẹ đẹp làm cái gì? Chứ để mà mày phải lấy tiền người khác đi làm đẹp như vậy thì có phải khổ không chị em? Không hiểu sao luôn đấy. Thực sự. Mày nghĩ nó không có cờ bạc gì đâu, không. Hai đứa chúng nó không đánh cờ đâu, lô đề cờ bạc đâu. Hai đứa này có biết bóng bắn có lô đề đâu mà. Chúng nó cũng không phải cái loại hút chích đập đá đâu, chúng nó chỉ là cái thích làm mũi, làm miệng, làm mắt thôi. Làm đẹp đúng rồi, làm đập, làm mặt, làm mũi, thì làm răng, làm cổ, thì làm cắt mày cái mặt kiểu thích đẹp, thích đẹp vậy thôi. Chứ không chúng nó không phải là mấy cái đứa bản chất là chúng nó xa đoà đâu, chúng nó chỉ là mấy cái đứa ăn chơi kiểu cái kiểu mà muốn cắt mí, nâng mày, nâng mũi thôi. Chứ không phải đấy. Là mấy cái đứa mà mình phải là nó đúng rồi, chị mà nó ăn chơi xa đoạn thì làm sao chị mà chị biết liền chứ sao không biết. Chúng nó thì cũng là những cái đứa, nói chung là chị nghĩ chỉ có ăn rồi để cắt mày cắt mắt rồi nâng cơ nâng đầu đấy, đại loại hút mỡ hút đồ. Mấy bà VD, mấy bà sẽ xấu, khổ thật sự. Mẹ thật khổ thật luôn. Mà mai bà phải đi bay từ Hà Nội về Nha Trang à? Một lần nếu nói em gì thì mẹ đây nó lại kiểu kéo dài một thời gian dài, để có một thời gian cả hơn một tháng, hai tháng trời. Tại vì bản thân là chị không kiểm soát tiền một cách kỹ lưỡng. Chị mà kiểm soát tiền kỹ như em thì em là một tuần em kiểm kho một lần chị ạ, một tuần em kiểm kho một lần chị ạ. Cứ một tuần là ngày chủ nhật nhá, không nói nhiều. Cân đối sổ sách đúng một tuần là một lần, không nói nhiều. Sao lại trẻ con lên đây, chị đi công việc, ngày mai chị vào Vĩnh Hy. Còn trẻ con nó chưa về, con đi Pháp bố nó để âm bên đó 10 độ. Ui, lại lờ lùng chiến sĩ. Đi Pháp mà bà nhà bà trang trí Noel nằm đéo thì ai chơi mà trang trí Noel? Thì đó, nó có trang trí gì đâu, thì nó trang trí gì thì, nhưng mà vấn đề ông muốn về để mẹ ông chỉnh, kiểu như là mẹ ông già đấy, muốn là Noel đi Pháp là quan trọng lễ lộc Noel lô đồ. Thế bọn chúng nó nghỉ về lạnh lắm. Nghỉ ngày nào mới đi học lại? Thì đi học đến tận mùng 3 chưa đến học lại. Ui giời. Ông ba mới học đại cơ. Đấy. Chán người lắm. Phải đi ok nha, chị đi cho trẻ con đi ăn đây. Mẹ nha. Lạnh lắm mà nhớ luộc nó đôi mũ của chúng nó đấy. Rồi ok, lạnh mẹ trùm lông trùm lá. Tự dưng lôi chúng nó đi tội nãy bà luôn. Rồi ok. Thổ bà thông gia nhà tôi. Nên là Tuấn Anh nhá. Tuấn Anh với cả Giang, các em có xem, chắc chắn các em sẽ xem cái livestream này. Nên là chị nói hai đứa ha. Chị nói hai đứa là nghe chị Hương nói rồi đấy. Là bọn em chỉ có một cơ hội là đi ra gặp chị Hương để bọn em đưa ra phương án giải quyết trả tiền. Chứ còn đấy, nếu mà bọn em mà không giải quyết triệt để nhá, bọn em không trả nợ người ta thì đến khi mà người ta ui trời, Trang ơi này, vừa mới nói chuyện máy ấm cái bà chị là Trang ơi, cho chị gửi 5 triệu máy ấm các cụ.
gội đầu không nhỉ? 23 tôi đi máy ấm gặp các cụ. Nên là Tuấn Anh với cả Giang nhá, hai em có xem được livestream này ấy, hai em gặp chị Hương đi. Chứ bọn em không gặp chị Hương thì bọn em thiệt đấy. Thì bà khổ lắm, còn bất chấp bỏ mua nơi, cái bà giúp việc đấy là bà giúp việc nhà chị. Bà làm việc rất là sạch sẽ, rất là chăm chỉ em ạ. Nhưng mà bà không được ô tô. Hello người chị. Hello. 5 triệu. Hello. 5 triệu đấy là bà muốn đưa vào bao thư à? Không, Trang thấy đưa sao cũng được. Thì chị gửi để cho máy ấm á. Thì Giang thấy tao là cho vô bao thư hay là cho vô cho máy ấm để giúp trong đó nữa. À không, thì mua đồ gì máy ấm thì em mua rồi. Thì tiền chị em cho vô bao thư lì xì các cụ đi cho okay. Nó vui, cho dễ. Ok, ok, cũng được, vậy cho chị tài khoản nha, tại chị giờ chị phải nhận chung nó chuyển từ tài khoản nó, tại tài khoản chị á không có chuyển được, nó khóa rồi, hiểu không? Thế bây giờ bà về Việt Nam à? Không, chưa về, chưa biết nữa, rồi bây giờ chị chưa có email nó để hỏi nó, bây giờ phải mở ra chứ, thì trong đó cũng còn nhiêu có 15 triệu, hiểu không? Nhưng mà vấn đề là nó đổi luật, nó không báo cho chị biết, cho ai mà có người nước ngoài biết trước, Giang hiểu không? Giống hồi xưa thằng Citibank á, là mỗi 6 tháng là nó hỏi tờ giấy tạm trú, mà trước là nó chuyên môn gửi trước đó vài tuần nó để mình chuẩn bị nó nhắc nhở mình, còn này không có hề một cái email nào đó, tự nhiên một ngày đẹp trời chuyển tiền nó chuyển hoài không được vậy, hiểu không? Đó ghê, yeah, đó kỳ cục vậy. Hai ba đi mà ai nói bà mà biết tôi đi vậy trời. À tại vì hôm bữa trời, dạo này đầu óc lú lẫn lắm, hôm bữa chị thấy Trang tới trên Facebook, chị nói ok để chị nhắn dùng đâu nó. Hôm đấy là post cái clip cũ, tại vì em không biết làm sao để em đẩy clip đấy vì là cái con bé em Á hậu hậu Việt Nam, Á hậu hậu Hoàn Vũ ấy, nó muốn là xuống thăm các cụ mà lúc đó em lại đang ở trên Đà Lạt, thì em mới kêu là em mới bảo ông Chí là bảo ông post cái đấy lên cho nó nhìn thấy cái đấy để cho nó lưu clip ấy về, nó cho học sinh của nó đi nên nếu mà thăm các cụ đi ra thích thăm mà đi, nếu mà thăm có địa chỉ đó thì là chị không biết, chị thấy là Trang tới thì chị nói đúng rồi giờ sắp đến Noel rồi, chị nói dung xong rồi cái quên, xong rồi cái hồi tối hồi hôm qua cái hình chắc có ai comment thành thấy nó hiện lên nữa chị đúng rồi chết rồi quên nữa, xong rồi cái chị phải nhắn nhân dung liền, hiểu không, kêu nó gửi, xong rồi cái nó kêu, nhưng mà tại vì á chị có một cái tài khoản á, chị chụp hình trên cái app của chị cho Dung á là cái gì của nhà băng gì á, nó nói đúng là cái đó nó sao không hiểu sao là nó chuyển không có được, có ý nó là có Trang có tài khoản mà nhà băng Việt Nam không á, nó dễ chuyển hơn, có cho tài khoản nhà băng Việt Nam á, rồi thì tôi nhắn cho bà nha. Đó. Ủa 23 đi, 23 là mấy, 23 thứ 6 hả? Sáng này đi ạ? Sáng thứ 6 em xuống. Nhưng mà đi đâu không? Làm chắc gì? Cũng có một Can với bà Hà luôn. Em Can bà Hà với cả thêm thằng Minh Hiền Phạm 4 đứa để còn nấu nướng cho cụ, chứ làm gì có ai, em đâu có rủ ai bây giờ. Tính em chỉ biết rồi, em đi chỉ có mấy người quen để còn làm nụ nấu nướng cho cụ chứ. Có con mẹ Thủy thì đang ở bên Anh rồi. Thủy nào? Con mẹ Thủy hay nhậu nhậu bọn em ấy. Sao người đó chị không biết. Ok. Ủa giờ Giang đang ở đâu, Đà Lạt hay gì chưa? Đi Quảng Trị hôm qua về rồi, đi đám cưới con Dung. Đám cưới vui ha. Mà ủa sao hình như cho nó lạnh hay sao vậy? Ui dù ngoài đấy 15 độ. Trời, mưa trời. Lạnh mà mưa. Ghê vậy? Wow. Về Sài Gòn tự nhiên cái nhiệt độ nó thay đổi ớn ha. Về ở bên đây nè, hôm bữa thứ bảy trời lạnh y như mùa đông vậy á, trời phải mặc áo lạnh này nọ, bữa anh Minh cho mấy người trong hãng ăn nè, nó lạnh mà mưa, rồi cái qua thứ sáu, qua thứ chủ nhật á thì ông trời chiều cũng trời mấy nắng, sáng giờ cũng lâm râm mà gió, hôm nay cũng còn tay không nữa, thời tiết ngộ, không lẽ tháng này là mùa hè, nhớ không, năm ngoái qua mấy năm trước qua hôm nay không có nóng chút nào á, chỉ có thứ bảy tuần trước á là tự nhiên 30 độ nóng như lắm, hiểu không? Tự nhiên cái bữa đó cái tới giờ cũng teo luôn.
không hiểu luôn, áo lạnh cũng chưa cất đi được nữa, cứ 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 giặt xong rồi cứ lấy ra, giặt xong lấy ra, không sợ luôn á. Ủa đang đâu á? Đang ở nhà, đang đâu? Đang nhà vừa ngủ dậy. Ai vậy? À, trời ơi, dạo dạo này đi thấy chơi nhiều sướng vui quá ha. Trời, không đi chơi làm gì? Lúc thời điểm chị bên đó hả, làm gì không có duyên vậy? Không má, lúc thời điểm bà ở bên này ấy là thưa má là con đi làm từ thiện. Giờ thì quên con mẹ mà đi, giờ tôi đi mẹ mà đi chơi hơi đéo làm từ thiện. Còn mẹ mấy chục cụ này là tôi ơi, trong lòng tôi ơi, nó tới từ thiện. Hôm bữa chị có gửi cái hình kia cho thằng Ca, hiểu không? Ừ. Trong group từ thiện của thầy á, tự nhiên khiếp. Mà chị vẫn ở trong group từ thiện à? Tại vì em out hết khỏi mấy cái group của chùa cả hơn năm nay rồi, em không quan tâm. Thầy gọi em mấy lần em bảo không, con không làm, con không hỗ trợ thầy đâu. Thì đúng rồi, thầy vẫn đang xây gì đấy. Cái những lão gì đó hình như đang thiếu tiền gì mà. Ôi giời. Thiếu mấy trăm triệu gì đó. Thiếu nhiều mình luôn. Thấy thầy đang là thiếu 400 triệu gì đó. Em không quan tâm đâu, thầy gọi em mấy lần thầy kêu em bảo là chịu, con chịu rồi, con không làm từ thiện đâu, con không quan tâm luôn, giờ con đi nhậu. Em chỉ lo mấy cụ thôi, tại vì là các cụ ngày xem một cái cụ kính thì em làm thôi, chứ còn em đâu có nhu cầu. Giờ em đi chơi không à? Tại thì đúng rồi, thì từ thiện thứ nhất là hồn ào, thứ hai là cũng bất mãn nhiều, thành ra thôi thoát ra cũng đúng. May quá thoát được thì tôi vui. Ừ, nhưng mà cũng phải nhờ có cái gì mới thoát được chứ, sao thoát. Đúng rồi, ngày xưa chị đây mẹ suốt ngày đâm đầu đi làm đúng không ạ? Ông thầy ông gọi cái nhờ cái là siêu lòng. Không, ông cứ nhờ cái là mình lại đi làm. À, giờ rảnh tha hồ đi chơi. Ủa, năm nay cái gì à, chừng nào ông lui về Tết này hay là qua? Hè. Hè à? À, hè là tháng 6 hả? Đúng rồi, thằng sao. Ủa vậy là nếu ông về là giấy tờ xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Thì tôi còn một năm để ăn chơi thì đó, target của tôi đó. Trong năm nay thôi, trong năm sau thôi. Chán mớ đời. Chán mớ đời. Tôi nghĩ tôi đi mà tôi buồn quá à. Thật sự. Không, chị biết em rồi, em sống với mẹ em, mẹ mày như cực kỳ chị, em sang Úc nhà chị em cũng buồn như con chó ấy. Thì bên nước ngoài người ta đi làm ra đâu có phải muốn nghỉ nó nghỉ, nhưng mình muốn chạy ra cà phê với mình nó ra đâu. Thì quỷ lũi nghe bảo là chuẩn bị tinh thần đi cho ăn chơi nốt một năm đó, em mà mệt quá. Thật sự. Trời ơi, chị thấy ông con kia đi tù gần một năm, em cũng đi chơi hơn một năm rồi mà em vẫn chưa thấy đã. Làm gì cửa ra bà điên à? Ra Tết mà nó có xử thì cũng phải 9-10 quyển. Nhẹ nhẹ là 7 quyển. Dĩ nhiên mà thôi, lỡ cũng đi 7-9 quyển cho nó đẹp bản. Rẻ nhất là 7 quyển. Đúng rồi, có. Đúng rồi. Ừ, vô dĩ luôn.
cười áo, cười áo. Thương lắm. Sao? Tôi nghĩ đến cảnh tôi nghĩ đến cảnh tôi đi rồi tôi sẽ gọi điện cho bà với các bà. Ngày đêm sáng tôi cứ chào. Bà về và chơi với tôi, chơi với nha, tôi. Thầy thầy luôn nha. Về bọn á mà buổi tối mà đi chơi đi mà nói mà nhậu á không không có chủ xịn này á là mất vui đi. Chị và ông Minh phải đi về Việt Nam chơi với tôi một trận coi, nó buồn ghê. Đó. Thì chị không biết là lý do tại sao anh Minh đã không về Việt Nam hiểu không? Là tại vì bình thường á là dù bận bận gấp mấy bên đây hiểu không? Ảnh cũng là hay kiếm cớ đi về không nhớ không? Mà không hiểu tại sao kỳ này á bận. Nhân viên vẫn làm bình thường đúng không? Hay toang. Hay toang. Hay toang. Bớt bớt biết, bớt biết bớt đau đầu. Chị nói chung là kệ mày, bớt biết bớt nhức đầu, miễn là tiền nó vào túi chị thôi, kệ con mày cuộc đời. Đúng rồi, bớt biết bớt nhức đầu. Nhiều khi có chuyện này chuyện kia ông cái này kia ông không muốn nói, hiểu không? Đúng rồi, rồi thôi, thảo biết thấy không? Có cái... nhiều chuyện này đúng rồi. Chị chỉ cần biết tiền nó vào đều rồi, kệ mày. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, em cũng mẹ mày. Ở đời người ta phải mắt nhắm mắt mở, đi mẹ em giờ đình an, tôi cứ đi mẹ em đúng ngày đúng giờ tiền nó vào được rồi. Tôi quan tâm. Ủa, dạo này là còn tập thể dục em bỏ luôn rồi. Bỏ luôn rồi. Do sao vậy? Không kiên nhẫn được hay sao? Thứ nhất là cuối năm có nhiều vụ nhậu nhẹt tất niên. Đi chơi hoài đúng không? Đi chơi. Nhưng mà giả tỷ lúc mà Trang rảnh á, giả tỷ trong ngày này rảnh á đi tập. Dù là ăn nhưng chơi, mà ông mình có tập. Ông thầy PT ông đâu có rảnh cái giờ mình rảnh. Ông thích cái giờ buổi sáng. Giờ buổi sáng thôi dậy nổi đúng không? Không dậy thì vẫn dậy nhưng mà bảo 8 giờ tập đến 9 giờ thì ngày nào thích giờ đó. Em có thể nào ngày nào như giờ đấy mà ông thầy thôi để tôi ra Tết. Ra Tết rồi. Ra Tết xong rồi ra Tết nói thôi giờ em còn 5 giờ. Chơi xuân. Tha cho em đi. Có cười à. Ủa rồi còn bà Hương có chơi lại nó Hương Minh Hương đây mới mất 1.500 con gà vừa gọi điện tư vấn này khổ nói bà Hương hoài bà cũng nghe đâu thương với tin nhân viên đây anh Hà em nói Hương bao lần rồi có phải không nói đâu em nói Hương là bao năm nay rồi. Em nói bà nhiều bà không chịu nghe em chứ bộ. Em nói Hương nhiều lần rồi. Nhưng mà tính Hương không giống em. Em là tính em ạ. Nói chung là em cũng bị mất lòng tin vào nhân viên rồi chị hiểu không? Nên là em đã dặn Hương rất nhiều lần là nhân viên có đứa này là phải nghi rồi kia. Bà có đâu chịu nghe em. Đo một cái ra đây. Không chịu. Mẹ mà tiền là chỉ có tin mình thôi. Chưa kịp ăn. Chân gái em chưa thì kịp ăn hôm trước qua mua thì hết.
để qua tuần em mua em ăn. Em toàn ăn gà quá thôi. Không. Em xuống các cụ ngày 23. Sáng 24 em bay đi Hà Nội. Em về Hà Nội em ăn cơm bốc mộ bố anh Dày Đỏ. Sau đó là em từ vị từ Thái Nguyên ăn bốc mộ em đi lên trên Vĩnh Phúc. Con bé Dung em này nó cưới ở trên Vĩnh Phúc, em đi hai nơi. Cưới ở Đông Hà Quảng Trị ở Vĩnh Phúc tại vì nó đi ra để cho đỡ tủi thân. Với chồng xa. Tay chân đi chơi mà. Với cả là em mình nó đám cưới kiểu không. Em thì sắp đi định cư thì chỉ thế. Em còn những cái người nào mà em yêu thương trân trọng là em sẽ sống hết mình. Tại vì mình đi chị biết rồi, ở bên nước ngoài mà sang đây đẻ hai đứa là mất 3 năm đến 5 năm. Ít nhất là 5 năm chiều em mới về. Em không có thời gian để gặp mọi người. Nên là quanh đi quẩn lại còn bao nhiêu người em yêu thương yêu quý là em sẽ đi chơi hết. Em gặp được ai em đi chơi với ai là em đi hết. Em bảo Louis là thôi cho em 1 năm em ăn em chơi cái. Ừ. Sang đó em buồn lắm đồ quá, chắc sang nó đánh nhau quá. Ví dụ đâu phải bạn bè em ở mấy tiểu bang bên Mỹ mà muốn gặp là gặp. Chúng nó không đi làm chị ơi. Người ta đâu có ở không, người ta chơi với mình. Thì thế, bạn bè em ở bên đấy cũng bảo là mày đi mày phải cẩn thận. Với cái tính nết của mày, mày phải đi, mày phải làm tất cả những điều mà chưa hối tiếc. Thế ở Việt Nam, rồi mà đi. Đúng rồi, đứa bạn là tiền không có chỗ xài đâu, đừng có mơ. Thì đây, Louis đây cứ cuối tuần là đưa mẹ đi ra siêu thị mua đồ về nấu ăn, chán. Xong Louis cứ giục em, Louis giục em là gì? Đi sớm sớm đi. Bà nội mong mình mà ớt kiếp. Bà nội mong xong rồi tôi sang đây tôi chết thì buồn. Ông muốn sao? Ông đi để cho tôi ở Việt Nam đi chơi, tôi bạn bè cả nước tôi đi chia tay. Em đâu, chị đây, em đâu có nhu cầu làm việc ở đâu. Bây giờ em không nhu cầu làm việc, em chỉ đi chơi. Đúng rồi, thì bây giờ tiền cứ vô hàng tháng thì chỉ ăn tiêu. Mình kiếm được thêm thì được nhiều được thì mua thêm đất, còn nếu được nhiều thì ngồi chơi. Em bây giờ em không có nhu cầu đặt nặng vấn đề target phải kiếm bao nhiêu tiền nữa rồi. Mình nói chung là hạnh phúc là mình bằng lòng với số mình có. Chứ không phải mình thấy số người ta có mình phải cố cưng cào cấu để bằng số người ta ha. Bởi vì sao mình mẹ gần 40 tuổi đầu chị thấy không? Mình phải sống cho mình chứ em không có nhu cầu là mình phải có vài chục nghìn tỷ hay vài chục trăm tỷ hay là vài nghìn tỷ không ạ. Mình thấy đủ là đủ. Dĩ nhiên ai mà không muốn mình ngàn tỷ triệu tỷ, nhưng chính bản thân mình phải biết mình là năng lực đến đâu, mình sẽ kiếm được đến đâu. Đấy. Em là thấy là ok, em của bây giờ là đã khác xa của ngày xưa và em thấy là ok đủ. Mỗi tháng em cần từng ấy tiền ăn tiêu. Em đã hỏi Louis nhà em rồi, trường hợp sang đấy ông không nuôi tôi thì một tháng mà tôi nhẹ nhàng cái tiền cho thuê nhà thuê cửa của tôi khoảng 500 triệu tôi sống đủ không? Hai mẹ Louis bảo chứ
cái gì 50 triệu á, không 500 triệu tiền cho thuê nhà các thứ, bây giờ mỗi tháng khoảng 500 triệu thì giờ có sống đủ không ông? Bởi vì em bảo là tôi sợ lắm, thì mẹ một ngày đẹp trời ông chửi nhau cãi nhau với tôi, xong rồi ông bảo là ly hôn đuổi tôi về đồ má, lúc ấy là tôi biết bơ vơ đâu, tôi không bao giờ. Tại vì chị thấy không, chị thấy như Ngọc Quyên lúc ly hôn rất là vất vả đúng không? Lúc ly hôn ông chồng Ngọc Quyên rất vất vả, tội nghiệp thương. Mình chỉ cần nhìn thấy em út của mình, hoặc là em có một vài người bạn cũng vậy, lúc ly hôn rất là khổ luôn, không có tài chính rất khổ luôn. Em đấy là em xong lúc em bảo em là chứ thế giờ còn vương vấn gì mà còn vương vấn mua nốt 1000 mét đất quận 7 cho xong, từ giờ sang năm là mua xong rồi, là xong giấy tờ, làm giấy tờ giấy tiết xong rồi. Tôi đây tôi bảo em bảo là tôi còn cố mua nốt 600 mét đối diện nữa là 1200 mét đấy, là ngon lành, thì tôi xây cái biệt thự lên cho Nhung nó ở nuôi chó. Nhung nó cũng lớn tuổi rồi, 30 mấy tuổi rồi, cũng muốn cho Nhung nó có một chỗ mặt đất. Tại vì Nhung nó ước mơ là mở một cái cà phê chó, spa chó, chị hiểu không? Chị biết nó nuôi 30 mấy con chó, là nó rất mê chó. Nên là cả thanh xuân của nó chỉ có mê chó và nó làm việc cho mình. Thì nó lại là gọi là người thân tín nhất của mình, thì mình phải đáp ứng cái nhu cầu yêu thương của nó. Vì nó chỉ có mỗi cái nhu cầu ấy thôi, nó có tiêu tiền đâu. Nên là em bảo thôi để cho em 1 năm, em còn 1 năm để em sắp xếp setup nốt cái miếng đất đấy, phân lô phân nền ra rồi xây một cái nhà lớn cho Nhung nó ở một bên, rồi một bên làm cà phê chó, spa chó, rồi để cho Nhung nó làm giống như kiểu nó có niềm vui. Chị nó nhìn ra nhìn vô thêm mình con chó, nhìn Nhung vẫn quản lý từ xa, vấn đề gì đâu chị, mọi thứ nó vào guồng mà, quan trọng gì. Nhà em tất cả làm ăn nó đã vào cái nề nếp rồi, cứ thế mà làm thôi. Đâu biết đâu, tại vì một tháng ở đây nhá, em tiêu nhẹ nhẹ vui vui là 100 triệu. Không, đấy là em gọi là em đi chơi tiết kiệm đấy, một tháng tiêu mẹ mất 100 triệu rồi. Chị thấy cái tốc độ ăn chơi của em, chị thấy em đi xuất gà. Thì em bảo là một tháng minimum em tiêu mất 100 triệu rồi. Còn tháng Tết này mà em lượn ngựa dợ lực vô thì chắc mẹ nhiều hơn. Thế à? Làm gì? Xài xài phí đi á, là 2 ngày xài 1000 đi. Thế à? 1000 là nhiêu? Có 24 triệu, 25 triệu à, một cuối tuần à. Nếu mà hai người đi chơi với bà kiến này nọ, đi ăn uống ngoài này nọ đó, chừng 2000, chừng 1000 cũng hả? Thế à? Đâu có ăn chứ. Em cứ nghĩ là ở bên Mỹ phải tiêu ghê, tiền ghê lắm. Thật sự có biết đâu. Đúng. Tại vì thật ra nếu ai cũng đi làm hết, chỉ có cuối tuần người ta đi chơi ở trong cái tiểu bang người ta thôi. Nếu mà muốn tiêu tiền á là phải đi tiểu bang này, tiểu bang nọ cho, hiểu không? Đi ở khách sạn này, ở khách sạn nào mới tiêu được. Chứ thật ra bên Mỹ đâu có gì đâu. Trang thì cũng không thích mua sắm gì á. Thì em đâu có mua đồ hiệu như chị đó, trời ơi chị. Thì đó ý chị nói đi, đồ bình thường thì Trang cũng có, ý là Trang có đủ gian mặt chứ Trang cũng không có phải là thấy đẹp cứ mua hiểu không? Đúng rồi, em cũng không phải là cái loại mà mua cả bộ sưu tập như chị nhá. Đó thành ra tiền giờ sao phí đâu vợ? Phí chỉ có ăn uống thôi. Ơ thế à? Nên lại phí có ăn uống thôi. Hiểu không? Em nghĩ là tiêu nhiều tiền. Mà tính em chị biết rồi, em là không có trò quên con mẹ, cái kiểu mà nửa tay xin tiền chồng thì không ngu sau đấy là quên mẹ nào đi. Không, tại vì với lại Trang nếu là tài chính độc lập với lại mạnh mẽ, thành ra đâu có cần xin tiền chồng. Thì tôi nói chung là tôi cứ phải rõ ràng, các bạn hiểu không? Tại vì em ngại cái trò mà sang đến đấy anh ơi anh cho em tiền đi chợ đi, mẹ không nhá, không mua sau đấy nhá, ịt mẹ. Trời, chị không tưởng tượng chu Trang mở miệng Trang nói được không? Quên mẹ đi. Trừ khi nào là bị bệnh lãng trí. Em nói con Nhung rồi. Bởi tao đi là tiền tháng tháng là cứ đẩy sang Mỹ cho tao. Tao đi ăn đi chơi, tao không ngồi nhà mẹ mày.
thích cả ăn cái gì để ngồi, em thấy khổ. Ví dụ như em xong em có biết làm cái con cặc gì, ít mẹ lại ngồi bốn bức tường ngồi nhìn à, đưa sáng đưa con đi học mà chưa nấu cơm, ở nhà nó chỉ bà mẹ chồng, xong rồi là chưa tối nó về, thế là hai vợ chồng ở nhà ăn cơm. Ôi ôi vậy chán lắm nha, cũng phải tìm gì nhỏ nhỏ làm qua thời gian á. Làm cái quần què gì chị, em làm được cái quần què gì ngoài chửi nhau trên mạng xã hội? Trời cha gì cũng hơi chán rồi nha, nhà suốt chỉ có sáng đưa đi rồi cái trưa về rồi cái về về làm gì hết ngày trời, dù nấu cơm cũng đâu hết ngày. Bà mẹ tôi không biết làm gì nữa, lẽ ngày nào cũng nói chuyện mẹ chồng. lúc đấy đủ mà các bà nhìn thấy số điện thoại của tôi các bà sợ luôn. Ồ, thời gian đầu là chán lắm á nha, nản lắm á. Thì nhất là tánh Trang là ở Việt Nam là chuyên môn đi ở ngoài đường chứ không phải là người ở trong nhà. Mà sao lên đấy đi với đéo ai? Đi highway à? Lái highway nhìn ngoài đường à? Chả nhẽ xong lên đấy lái xe ra đường đi highway. Nó phải như đi highway đi đâu? Mình cũng phải có mục đích mình đi đâu chứ. Mình cứ đi highway mình chạy đi đâu giờ? Ví dụ như Việt Nam chị chạy ra Bến Thành, chị còn lượn ra Trương Định, chị ngắm đường ngắm phố, chị ngồi cà phê vi, chị ngồi nhìn này nhìn đúng kia rồi. Chị ăn đúng quán rồi, ốc cũng vui, mày đằng ấy bên đấy chắc buồn lắm à. Tại ở nước ngoài, chị không biết bên Mỹ sao chứ ở gì ở Úc này nó mà không, giống là bây giờ đi chị muốn có một cái quán để mình vô quán cà phê đi, mình ngồi giống như ở Việt Nam đi, nó không có như vậy. Nó chán lắm, nó không có. Bạn... Nó giống là mấy cái quán để mình cà kê không? Để tiện mình ăn trưa xong mình ở đi ra Runam hay ra chỗ này cà phê Highland hay hay cái gì Starbucks mình ngồi hiểu không? Còn ở bên đây có Starbucks nhưng mà Starbucks cái nó khác lắm, không phải giống như Việt Nam. Chán. Các bà nói rằng tôi nhìn hết con mụ hằng đến con mụ mi, mấy con mụ bạn tôi để biết để chuẩn bị tinh thần xét. Thì nói chung là mấy đứa bạn em cũng bảo em vậy đó. Ừ, đó chán quá. Ừ, mà trừ khi nào mà người bạn đó của Trang, giả tỷ Trang có mấy người bạn ở cùng kiểu ăn đi, trừ khi người đó cũng giống như Trang á, ở nhà sáng cho con đi học rồi về nhà cơm nước thì thôi, còn rủ mấy người đi chơi được, nhưng mà cái số nó không có nhiều hiểu không, nó không phải giống như Việt Nam hiểu không. Buồn á. Buồn. Ừ, đúng rồi. Mà biết không, ở Việt Nam á Trang nghe cái tiếng quen, tiếng xe nó đúng không? Lúc nào cũng có xe, tiếng xe đúng không? Qua bển nó, tại vì thường á ở nhà Trang cũng thấy ở nước ngoài á, người ta đâu có ai ở ngoài mặt tiền đâu. Người ta ở phía trong à, nhà phía trong thì nó mắc hơn mặt tiền đường lớn á, thì là nhà rẻ lắm, tại nhà nó ồn ào, người ta không có thích thì không? Đó. Rồi gặp á, vô tới nhất là mùa đông á, qua mùa đông á, trời ơi, sáng ra thì thấy xe nó chạy chưa, không thấy bóng ma nào đi, xe không có, đừng nói chứ người thấy, đi bộ mà được. Thôi chạy đi, nhưng mà chưa, chứ sao không phải đi thôi, đi gì con bà Kiến với mai mốt em bé nữa, thì tốt thôi. Tôi đã bảo là tôi hết target ở Việt Nam rồi. Ừ. Thì ở tha cái Việt Nam gì qua Mỹ có làm tha cờ đi. Ủa má. Ừ đúng rồi, giờ tha cờ Việt Nam đủ rồi, giờ qua Mỹ gây dựng tha cờ ở Mỹ. Thôi mẹ để ơi. Để cho có động lực. Con lại mẹ, bà có tiêu hết tiền không? Bà có tiêu đồ hiệu đâu mà bà cần phải kiếm nhiều chi cho mệt. Em thật nhiều khi em ngồi em nghĩ ấy, nhiều người sống nhiều tiền nhưng mà vất vả bởi vì người ta không đúng có rồi. Cái giải bị trí tiền nó hành đấy, không? Bị tiền nó hành đúng rồi nhưng mà không nhiều để nhiều khi qua Mỹ nếu mà cha mà có tha được bên đó thì mai mốt giống là có mấy còn mấy người em bên Việt Nam đó nhà em chúng nó không cũng giúp đỡ. Chúng nó không nhu cầu lên đi Mỹ nha chị nha. Nó cũng đi rồi vào. Chúng nó có thích đâu mà đi. Ừ. Ủa, Diện Thảo, Yến chồng có em bé chưa? Mới có em bé. Ô vậy hả? Trai gái? Trai. Chúc mừng à. Ủa, giờ Thảo nó đâu? Nó còn chưa Sài Gòn này không? Không, lúc trước thì nó ở quận 9 đúng không? Một được quán vậy? Nó mới Bình Thạnh. Vậy cũng còn. Vui ha. Đó bây giờ đi tụi nó không có nhu cầu đi nước ngoài nhưng mà mấy đứa cháu có nhu cầu đi nước ngoài chứ, phải không, cho tụi nó đi ăn học nước ngoài còn đỡ hơn ăn học Việt Nam mà trời.
Bây giờ qua Mỹ không có gì làm chán, suy nghĩ coi có cái gì để tự mình có cái tha thịt cho mình không. Nói được à, không, có lý à? Tôi thấy nghĩ tới mệt lắm bà ơi. Nhưng mà biết sao không, ở bên nước ngoài làm gì nữa cũng phải thuế má, thấy không? Chính phủ nó ăn hết bà nữa rồi, chán lắm. Cái gì hở chút là thuế, không khai thuế đàng hoàng, sơ hở mà bị cái phâu gì nó biết hả, nó bắt đền, nó phạt với trời ơi, chết luôn. Ủa trưa nay có đi đâu ăn chưa không? Vâng, thắm gội bán hàng hết. Thì cha trưa nay nằm nhà cho eo nữa. Thì tại vì em mới đi ấy mà. Em mới. Ủa dạo này thấy ít cha, thấy Trang ít nhậu với ông dạy sao giờ không thấy. Kìa anh dạy anh về Hà Nội cả nửa năm nay mà bị điên à? Ở đâu biết đâu? Tại sao không vậy? Ông chuyển công tác. À. Nên là ông vào Sài Gòn lúc nào sẽ nhậu với em. Thành ra chị thắc mắc cho nó, ủa sao lâu rồi sao không nghe Trang nhắc tới ông không dạy chứ? Ông đi về Hà Nội. Đây này, mai kia em đi. Luôn, không biết luôn á. À, về bà ơi, dù sao cũng ở gần con hơn.